Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 138. Pháp thần của Ngô Bình vừa xuất hiện, anh biết thực lực của mình đã đạt đến trình độ của yêu quái cấp 9, hay thậm chí còn cao hơn. Song, giờ anh chưa thể tu luyện lên cao tiếp được, vì cảnh giới thông thiên sau đó không có nội dung tu luyện. Sau khi đột phá, Ngô Bình đã phóng khí tức của mình ra. Ngay sau đó, cả Vân Đô đều bị khí tức của anh che phủ, các con yêu quái mạnh mẽ đều phải chấn động. Lúc này, Ngô Bình được bao quanh bởi một ánh hào quang, anh bay vút lên cao rồi tiến ra ngoài thành. Không lâu sau, anh đã đáp xuống một vùng đất núi hoang vu, anh vừa đáp xuống thì đã có hơn chục con yêu quái bay từ trong thành Vân Đô ra. Trong số chúng, yêu quái có cấp thấp nhất là cấp 7, tiếp đến là 4 con cấp 8 và 2 con cấp 9. Một con yêu quái đầu chim ưng mình người cấp 9 nhìn Ngô Bình như một món ăn ngon rồi cười nói, sức mạnh tinh thuần quá, ăn ngươi xong thì khéo ta có thể tiến hóa lên cấp thứ 10 đấy. Ngô Bình, còn có cả yêu quái cấp 10 à? Được đấy, nhưng tiếc là ngươi chưa đủ trình ăn thịt ta đâu. Con ưng quái cười sằng sặc rồi bay lên cao, hóa thành một con yêu quái khổng lồ, đôi cánh dài mười mấy mét của nó đang bổ nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay phải lên rồi bình thản nói, chói. Cây cỏ dưới đất bỗng lớn nhanh như thổi, sau đó kết thành một bàn tay lớn màu xanh và chói con ưng quái lại. Sau đó, Ngô Bình đã bay lên lưng con chim ưng và đấm một phát vào đầu nó. Cứ thế, con yêu quái cấp 9 đã bị anh đánh chết dễ dàng. Một luồng sức mạnh lớn đã xuất hiện trong người anh và nhanh chóng được mệnh môn hấp thu, sau đó bổ trợ thêm cho pháp lực của anh. Cái gì, nhóm yêu quái sợ tái mặt rồi co giò chạy hết. Chói. Đột nhiên xung quanh nổi lên gió lớn, hút hết đám yêu quái lại, đồng thời hình thành một bức tường gió lớn bao vây chúng. Pháp thần, anh ta là pháp thần, còn yêu quái cấp 9 còn lại hét lên với vẻ sợ hãi, nó là một con hổ tinh màu đen, sau lưng có 6 cái cánh. Câu như hổ mọc thêm cánh cũng từ nó mà ra. Khoảng chục phút sau, ngoài con hổ bay ra thì tất cả lũ yêu quái đều đã bị Ngô Bình giết chết, sau đó anh đã hấp thu được thêm nhiều sức mạnh. Con hổ quỳ dưới đất run rẩy, người trước mặt nó quá đáng sợ, khiến nó kinh hồn bạt vía, không dám có ý phản kháng. Từ giờ trở đi, ta là chủ nhân của ngươi, rõ chưa? Hắc hổ quái gật đầu, vâng thưa chủ nhân. Ngô Bình lấy nguyên hạch rồi hỏi hắc hổ quái, trước đó, ngươi kiếm đâu ra các dược liệu đã đưa cho Mã Bảo Ngọc thế? Hắc hổ quái, thưa chủ nhân, các yếu quái cấp 9 như tiểu nhân đều có địa bàn riêng của mình, tất cả yêu quái hay con người ở trong địa bàn ấy mà tìm thấy dược liệu thì sẽ đem cống cho tiểu nhân ngay. Ngô Bình sáng mắt lên, ra là vậy, ngươi quản lý bao nhiêu khu an toàn? Hắc hổ quái, hơn 200 khu ạ, có khu lớn khu bé, thường đều là thành trì. Ngô Bình gật đầu, sau này, người hãy tiếp tục quản lý các khu đó, nhưng không được phép giết hại người dân. Hắc hổ quái, vâng ạ. Ngô Bình, tại sao các ngươi đều chạy tới thành Vân Đô? Hắc hổ quái, thành này là của chung, cũng là kho lương của chúng tiểu nhân. Ngô Bình, dưới trướng của ngươi còn con yêu quái nào không? Hắc hổ quái, còn ạ. Ngô Bình, người hãy gọi tất cả các con yêu quái từ cấp 5 trở lên đến đây. Hắc hổ quái, chủ nhân định giết bọn nó ạ. Ngô Bình, sao, tiếc à? Hắc hổ quái, không phải tiếc, mà là nếu chủ nhân giết chúng rồi thì tiểu nhân khó mà quản lý địa bàn được tiếp, mà sẽ nhanh chóng bị con quái vật khác đánh chiếm. Nếu vậy thì tiểu nhân không thể đảm bảo an toàn cho người dân trong thành được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi nói cũng có lý. Ta hỏi ngươi, yêu quái cấp 10 trên ngươi có thực lực thế nào? Hắc hổ quái, nếu tiểu nhân trở thành yêu quái cấp 10 thì thực lực bét cũng phải tăng lên 5, 6 lần. Còn nếu bây giờ mà đối đầu với yêu quái cấp 10 thì chắc tiểu nhân chỉ trụ được 1, 2 hơi thở là ngỏm. Ngươi là yêu quái cấp 9 thì có biết con người giết yêu quái xong thì năng lượng hấp thu được từ đâu ra không? Hắc hổ quái, thưa chủ nhân, năng lượng ấy đến từ hồ sinh mệnh, tổng sức mạnh ở đây có hạn và tồn tại trong tự nhiên. Con người có thể hấp thu được năng lượng sinh mệnh qua việc giết yêu quái. Yêu quái chúng tiểu nhân cũng có thể đoạt lại sức mạnh này nhờ ăn thịt con người nên vẫn giữ được cân bằng.
Sức mạnh của con người không giảm, mà sức mạnh của yêu quái cũng không tăng, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng sinh mệnh cân bằng. Ngô Bình, cấp cao nhất của yêu quái các ngươi là bao nhiêu? Hắc hổ quái, quy luật ở thế giới này thay đổi rất nhanh nên yêu quái không thể nắm giữ cấp quá cao được, cấp cơ ơ nhất hiện giờ là 11, nhưng nó không thể sống lâu. Trong lịch sử thì chúng đều không sống quá một tháng. Ngô Bình, tại sao? Hắc hổ quái, sức mạnh của yêu quái cấp 11 gấp 15 lần yêu quái cấp 10, gấp 60 lần yêu quái cấp 9. Vì thế nếu yêu quái cấp 11 xuất hiện thì sẽ bị thiên đạo áp chế và nhanh chóng tiêu diệt. Có nghĩa là giờ cấp 10 là cao nhất hả? Vâng ạ, có vài con cấp 10 thôi đến tiểu nhân còn khó gặp chúng. Ngô Bình như có điều suy nghĩ nói, xem ra cần có người phá vỡ sự cân bằng này. Sau đó anh nói với Hắc Hổ Quái, về thành Vân Đô với ta, từ giờ thành này sẽ là địa bàn của ta. Vì thế, Ngô Bình đã cưỡi trên lưng con Hắc Hổ Quái rồi bay về thành Vân Đô. Về đến nơi rồi, Ngô Bình sai nó gọi hết những con người giàu lên nhờ dựa dẫm và nịnh bợ yêu quái đến phủ. Có khoảng hơn 300 hộ, trong đó có vài hộ rất giàu, họ đến phủ thì quỳ ngay xuống nhìn con Hắc Hổ Quái và người thanh niên lạ mặt bên cạnh nó. Người thanh niên này chính là Ngô Bình, anh nhìn họ rồi nói, từ giờ trở đi, tôi là chủ của thành Vân Đô. Các người hãy nộp hết của cải có được trong những năm qua ra đây, không được bớt một xu, không thì tôi sẽ chém đầu. Lúc này, Mã Bảo Ngọc cũng đã đến, ông ta nhận lệnh của Ngô Bình rồi dẫn theo hơn 100 người đến lục tung các nhà này lên. Vì thế, các xe chở của cải cứ được đưa đến liên tục, đồ vật đã chất kín sân. Ngô Bình không có hứng thú với tiền bạc bình thường, anh chỉ cần tiền linh, tiền thiên và dược liệu thôi, những thứ khác thì anh bảo Mã Bảo Ngọc chia cho dân chúng và người nghèo khổ ở ngoài thành. Anh đã lấy được một món bảo bối ở chỗ của Hắc Hổ Quái. Đó là một cái túi da thú màu đen, bên trong có một không gian rất rộng, anh có thể cất đồ cần thiết trong đó. Đồ của các nhà giàu quá nhiều, Ngô Bình mất 3 ngày mới lọc xong, anh cất một phần đi, số còn lại thì đem chia. Tuy các hộ giàu có rất xót của, nhưng không ai dám phản kháng, đến yêu quái cấp 9 còn phải hàng phục Ngô Bình thì họ lấy gì để chống lại anh chứ? Ngô Bình đã từng làm hoàng đế nên cũng biết cách để trị vì một quốc gia. Anh nhanh chóng triệu tập các nhân sĩ có ý chí đến rồi phân cho họ quản lý thành trì. Đến ngày thứ tư thì anh mới rảnh để tu luyện, sau đó gọi Hắc Hổ Quái đến và nói, Hắc Hổ, gần đây còn con yêu quái nào mạnh nữa không? Hắc Hổ Quái, có ạ, cách đây 13.000 dặm có một con yêu quái cấp 9, chúng tiểu nhân từng đánh nhau một, tiểu nhân đã thua nó một địa bàn. Ngô Bình, người dẫn ta đi giết con yêu quái ấy. Sau đó ta sẽ cho ngươi quản lý hết địa bàn của nó. Tuy giờ Hắc Hổ Quái đã thành một tên thuộc hạ, nhưng nghe Ngô Bình nói sẽ giết kẻ thù của mình thì nó rất vui, vâng ạ. Cứ thế, Ngô Bình dặn em quản lý thành Vân Đô cho mình, còn anh thì cưỡi Hắc Hổ Quái bay đến nơi ở của một con yêu quái cấp 9 khác. Hắc Hổ Quái nói đó là một con xà quái có 3 đầu, một cái phun lửa, một cái phun độc và một cái phun khí lạnh nên rất khó đối phó. Hắc hổ quái đến địa bàn của xà quái xong thì ngửa cổ chu lên. Nghe thấy tiếng của nó, một con mãng xà dài hơn 500 mét đã nhanh chóng bỏ tới, ba cái đầu của nó có 3 màu khác nhau. Nó cười mỉa rồi một trong 3 cái đầu lên tiếng, Hắc hổ, lần trước ngươi ăn đòn chưa đủ hả? Hắc hổ quái không nói gì, Ngô Bình ngồi trên lưng nó nói, rắn 3 đầu, giờ Hắc hổ là thuộc hạ của ta rồi, ta đến giết ngươi đây. Rắn 3 đầu kinh ngạc, có thể thu phục được Hắc hổ quái chứng tỏ người này có thực lực rất mạnh. Nó chợt hoảng sợ, sau đó vừa rút lui vừa phun lửa vào Ngô Bình. Anh bay lên cao rồi hóa thành một ảo ảnh, sau đó đáp xuống cái đầu phun lửa, tiếp đó đạp một phát nát bét cái đầu. Phập! Con xà quái hét lên đau đớn rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình nhanh chóng phóng pháp thần ra, các pháp thần cao lớn lập tức bổ nhào về phía con xà quái. Nó chỉ chạy được vài bước thì thấy cái đuôi bị ai nắm lấy, sau đó toàn thân đã bị quăng lên và ngã mạnh xuống đất. Nó la hét thảm thiết, đang định phản kháng thì cái đầu thứ hai đã bị Ngô Bình đấm vỡ. Con rắn chỉ còn một đầu nên biết mình không thể chạy thoát được, nó liều mạng xông lên rồi bị pháp thân của Ngô Bình bóp chặt và giết ngay tại chỗ. Giết nó xong,
Ngô Bình lưu lại một chút pháp lực trên người hắc hổ quái rồi bảo nó đi tiếp quản địa bàn này. Cùng lúc đó, anh cũng đã móc nguyên hạch của con xà quái ra, sau đó vào xào huyệt của nó tìm kiếm xem có thứ gì quý giá không. Xào huyệt của nó nằm dưới lòng đất, đó là một cái hang rất lớn. Vào trong rồi, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều thi thể, còn có đồ vật vứt bừa bãi, nhưng có một thi thể đã thu hút sự chú ý của anh. Thi thể này đã cháy thành tro, nhưng thoạt nhìn thấy vẫn thấy được dáng người cao lớn, ít cũng phải dài 7, 8 mét. Nó bị vùi dưới đất, chỉ thò nửa cái đầu lên. Hình như con xà quái rất ghét thi thể này nên mới để đồ ăn ở cách nó rất xa. Ngô Bình đào thi thể đó lên thì phát hiện có một cuốn tập bằng da thú. Chất liệu của cuốn tập này rất tốt, không biết đã ở đây bao lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Khi Ngô Bình nhìn thấy con chữ bên trong thì lập tức sáng mắt lên, vì nội dung ghi chép ở đây chính là cách tu luyện cảnh giới thông thiên. Cảnh giới thông thiên có 3 tầng, trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó luyện. Anh cất cuốn tập đi rồi lẩm bẩm, chắc chắn đây là một cao thủ cảnh giới thông thiên, không biết sao lại chết ở chỗ này. Có công pháp rồi, Ngô Bình lập tức ngồi tu luyện luôn. Đến khi hắc hổ quái quay về thì anh mới dừng lại. Hắc hổ quái dẫn theo một bầy yêu quái cầm vật quý cùng nhiều dược liệu quý hiếm khác đến. Ngô Bình, cho ngươi một thời gian để quản lý nơi này, giờ ta về Vân Đô để tu luyện đây. Chuyến này về, anh phải đột phá cảnh giới thông thiên để thành cường giả thông thiên. Sau đó, anh sẽ có cơ hội phá vỡ sự cân bằng sức mạnh ở đây. Về thành Vân Đô rồi, Ngô Bình mới thấy dân số trong thành đã nhiều hơn hẳn. Thì ra, chuyện ở đây đã đồn đi xa, vì thế rất nhiều người săn yêu quái và dân chúng ở nơi khác đều thi nhau chuyển đến. Phạm vi của Vân Đô có hạn, giờ có đông người quá thì một phần phải ở tạm ngoài thành. Ngô Bình cũng chỉ là một người khách qua đường ở đây, chờ khi thời cơ chín muồi thì anh sẽ đi. Nhưng anh là Thánh Hoàng, cũng là nhân hoàng nên khi gặp chuyện này thì đương nhiên sẽ gom nhân lực để mở rộng lãnh thổ, giúp mọi người dân đều có thể sống ở đây. Hôm sau, Mã Bảo Ngọc đến báo có một cô gái tự nhân là Thiên Tuyết Linh Kiều đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình mừng rỡ rồi gọi cô ấy vào gặp ngay. Lần này gặp lại, Thiên Tuyết Linh Kiều cũng đã trở thành một người khác như Ngô Bình, song dáng vẻ này vẫn chấp nhận được. Anh Lý, Thiên Tuyết Linh Kiều mỉm cười. Ngô Bình gật đầu, Thiên Tuyết, em không sao là tốt rồi, thời gian qua, em sống ở đâu? Thiên Tuyết Linh Kiều, em khá may nên vào một nhà quyền quý cách đây 10.000 dặm. Nghe nói ở đây có một nhân vật lớn đã đánh bại yêu quái cấp 9 và trở thành niềm hy vọng của người dân, em biết đó là anh nên mới đến tìm. Ngô Bình, tu vi của em đã đạt đến cảnh giới nguyên thần rồi à, giỏi quá. Thiên Tuyết Linh Kiều, vẫn còn kém xa anh, bây giờ, mình phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Ngô Bình, không vội, chắc nơi này mô phỏng lại tình hình thế giới sau đại kiếp. Nếu chúng ta có thể sống tốt ở đây thì khi kiếp nạn đến thật, mình sẽ không sợ nữa. Anh nói tiếp, thành này giờ đông dân quá nên cần người quản lý, em tạm giúp anh nhé. Cứ thế, thành Vân Đô đã được mở rộng thêm, nhưng Ngô Bình đã có dự định của mình, anh không thể ở lại đây mãi được, do đó anh quyết định tạo một phòng tuyến không cho yêu quái khác xâm chiếm. Bây giờ, anh đã là cường giả pháp sư tầng thứ 5 nên có thể bày trận pháp. Chỉ cần nạp tiền linh đúng hạn thì có thể vận chuyển được các trận pháp này, như thế thì người dân sẽ an toàn và nơi đây cũng thành một khu an toàn thật sự. Đương nhiên nếu chỉ có đại trận bảo vệ thì sớm muộn cũng bị phá, vì thế anh còn cần bồi dưỡng một tốp người biết đánh đấm, sau đó huấn luyện họ biết bảo vệ chính mình. Theo kinh nghiệm trước kia của Ngô Bình, đại trận xây dựng của anh rất kỳ diệu, vì do nhiều trận pháp nhỏ hình thành. Các trận pháp nhỏ này dù bị tổn hại một phần thì cũng không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của đại trận. Hơn nữa, mỗi trận pháp nhỏ đều có thể do một số ít người nắm giữ và vận chuyển. Ngoài ra, anh còn chọn một tốp pháp sư trong số mọi người để truyền thụ cho họ cách bày đại trận. Cứ thế, dù sau này anh rời đi thì mọi người ở đây vẫn tự bảo vệ mình được. Khi thành Vân Đô được mở rộng, ngày càng có nhiều người dân chuyển tới hơn. Nhất là các cao thủ cấp pháp sư và nguyên thần, hầu hết họ đều từ những nơi rất xa đến. Hơn nữa, họ không đi tay không, mà ai cũng mang chút quà theo để dâng lên Ngô Bình. Trong đó,
nhiều nhất chính là dược liệu. Loáng cái, một tháng đã trôi qua, Ngô Bình đã cùng hơn 100 pháp sư chế tạo ra đại trận thứ nhất. Đại trận này được xây dựng men theo thành lũy, có sức chứa cả 100 triệu dân. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này có nhiều pháp sư hơn thì khu an toàn sẽ càng được mở rộng hơn. Trong thời gian này, Ngô Bình cũng tu luyện, luyện đan và hiểu được sự huyền diệu của cảnh giới thông thiên. Hôm nay, anh ngồi trên tòa tháp cao nhất của Vân Đô để nhìn bao quát cả tòa thành, sau đó ngẩng lên nhìn trời sao mà trong lòng xao xuyến. Sau đó, anh tung một chưởng lên trời, một chưởng xuống đất, mỗi nơi xuất hiện một phù văn. Anh đã thành công đạt đến tầng thứ nhất của cảnh giới thông thiên, đó là tạo một cây cầu kết nối trời và đất với nhau. Khoảng một tiếng sau, anh hợp nhất hai tay thành một, một sức mạnh thiên địa vận chuyển trong người anh. Đây chính là tầng thứ hai của cảnh giới thông thiên tự thành thiên địa. Sức mạnh thiên địa vận chuyển 3 ngày trong người anh rồi dần hợp nhất với sức mạnh của anh. Sau đó, anh gọi Thiên Tuyết Linh Kiều và Tiểu Vũ đến rồi cười nói, Tiểu Vũ, trước khi chia tay, tôi sẽ nâng cao tu vi cho cô. Nói rồi, anh đặt hai tay mình lên hai tay của Tiểu Vũ, một luồng sức mạnh thiên địa tiến vào cơ thể Tiểu Vũ, giúp cô ấy đột phá lên thành cường giả cảnh giới thông thiên tầng thứ hai. Nâng cao thực lực cho Tiểu Vũ xong, Ngô Bình phóng sức mạnh thần hồn của mình ra, đây là tầng thứ ba của thông thiên phá thiên. Một luồng sức mạnh khủng khiếp xé rách một lỗ hổng trên cao, anh kéo Thiên Tuyết Linh Kiều rời khỏi thế giới này. Khi rời đi, cơ thể của hai người hóa thành một nguồn năng lượng rồi quay về cơ thể cũ của mình. Sau đó, một luồng sức mạnh đẩy họ ra và bay khỏi Xâm La giới. Quay lại con đường chân thánh. Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh kỳ diệu, nó rất ổn định, đủ để chống lại trật tự thiên đạo quỷ dị. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng có thu hoạch lớn, chuyến này về, cô ấy đã nhanh chóng đột phá rồi tiến vào cảnh giới cao hơn. Huyền Bình, phía trước có rất nhiều nhánh, chúng ta qua đó xem đi, cô ấy hỏi. Ngô Bình nhắm mắt lại cảm nhận một chút rồi cười nói, chúng ta có vẻ đã ở trong Xâm La giới rất lâu. Nhưng thật ra bên ngoài này mới trôi qua một tiếng thôi. Thiên Tuyết Linh Kiều, nếu chỉ có một tiếng thì mình có thể vào thêm vài ngã rẽ nữa. Ngô Bình, đi tiếp thôi, chắc những người khác đều đi hết rồi. Phía trước có vài chỗ có kho báu đấy, không biết họ có tìm được cái nào không? Ngô Bình, đã có kho báu nào được mở chưa nhỉ? Thiên Tuyết Linh Kiều, có một cái thôi. Ngô Bình, vậy thì chúng ta hãy đến chỗ chưa có ai mở để xem nhé. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường chân thánh, phía trước xuất hiện một ngã rẽ, nối liền với một đỉnh núi trên hư không. Dưới núi là một vùng đất mênh mông, đang có hơn chục tu sĩ tập trung ở đây. Thiên Tuyết Linh Kiều quan sát ngọn núi thần ấy rồi nói, đây là đỉnh Thiên Nguyệt, là nơi có kho báu nổi tiếng. Nhưng từ xưa đến nay chưa có ai khai phá được kho báu này. Ngô Bình, em có biết kho báu trong đấy là gì không? Thiên Tuyết Linh Kiều, viết ngay trên vách núi kìa anh. Hai người đi vào ngã rẽ rồi tiến về phía đỉnh Thiên Nguyệt, nhưng giữa chừng có hai tu sĩ cản đường họ. Một trong hai tu sĩ này có ám văn kín người, trên cái đầu chọc lóc của họ mọc 4 con mắt, một con mắt nhìn chằm chằm về một phía, những con mắt còn lại thì đều sắc như dao. Tu sĩ còn lại thì có dáng người cao gầy. Trông cũng khá giống người, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt, bên ngoài che vải màu đen. Lưng hắn mọc 12 đốt sống ngắn dài khác nhau, làn da thì có vải màu lam nhạt. Thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều thờ ơ nói, công tử mù, công tử 4 mắt, hai người làm gì thế? Tu sĩ 4 mắt cười lạnh nói, lối này không đi được, Linh Kiều thần nữ, mời quay về cho. Thiên Tuyết Linh Kiều, tôi khuyên hai người tốt nhất nên tránh ra. Không thì đừng trách tôi là ác. Công tử mù vung trường kiếm trong tay lên rồi nói, cô thử đi tôi xem. Ngô Bình nói, thế ư, để tôi thử xem kiếm của anh có sắc hay không nhé. Anh tiến lên một bước, công tử mù hừ lạnh một tiếng rồi chĩa mũi kiếm vào mi tâm của anh. Ngô Bình bắt lấy mũi kiếm rồi bẻ cong nó, cùng lúc đó đã đá công tử mù bay xa cả chục mét. Công tử 4 mắt kinh ngạc. Lập tức lùi lại cạnh công tử mù, sau đó nhìn Ngô Bình đăm đăm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình bước nhanh về phía họ,
anh tiến bước nào thì họ lùi bước ấy, cuối cùng đã rời khỏi địa phận của đỉnh Thiên Nguyệt. Thấy họ không thể cản bước nhóm Ngô Bình, các tu sĩ khác ở dưới chân núi đều nhìn sang với vẻ bực dọc. Ngô Bình mặc kệ họ rồi quan sát đỉnh Thiên Nguyệt thì thấy phía dưới núi có một cánh cửa thủy tinh trong suốt. Xuyên qua cánh cửa này có thể nhìn thấy một chiếc bình ngọc đang lơ lửng trên không. Có ba phù văn xuất hiện ở một vị trí cách anh 1 mét, chúng có màu lam, vàng và đỏ. Ngoài ra, còn có một khối thủy tinh với một cô gái xinh đẹp khoảng 18 tuổi ở bên trong. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, nghe đầu ba phù văn này là bảo phù tiên thiên được sinh ra vào thời hỗn mang, chúng ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Cô gái trong khối thủy tinh kia là một sinh linh hồng hoang có thực lực mạnh mẽ, chắc việc cô ấy say ngủ cũng liên quan đến chiếc bình ngọc. Lúc này, tu sĩ có thể chất thiên kiếp bất tử bị Ngô Bình rút máu đã chạy tới rồi cười nói, công tử có thực lực mạnh như vậy hay là thử xem sao? Ngô Bình nhìn hắn rồi nói, anh thử rồi à? Tên kia tiểu nhân có tư chất kém nên không dám thử. Nhưng công tử thì khác, kiểu gì cũng thành công. Ngô Bình biết thừa tên này không có ý tốt đẹp gì, khả năng cao là muốn thấy anh bị mất mặt, nhưng anh không bận tâm mà nói, anh nói cũng có lý. Nói rồi, anh đi tới gần cánh cửa thủy tinh rồi giơ tay ấn lên đó. Các tu sĩ ở quanh đều trầm mặc, họ muốn thấy Ngô Bình mất mặt. Trước đó, đã có tu sĩ chạm vào cánh cửa này rồi, nhưng kết quả rất thảm, người bị thương nặng, người bị thương nhẹ. Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, anh cẩn thận đấy. Thấy Thiên Tuyết Linh Kiều và Ngô Bình thân thiết như vậy, một tu sĩ thần tộc bước ra rồi cười lạnh nói, Linh Kiều thần nữ, chú ý thân phận của cô đấy. Cô là thần nữ thì tốt nhất đừng qua lại gần gũi với đàn ông của nhân tộc, không thì sẽ bất lợi cho cả cô và hắn. Ngô Bình ngoái lại nhìn người đó rồi đi tới cạnh Thiên Tuyết Linh Kiều, sau đó ôm eo cô ấy và nói, giờ Linh Kiều là người phụ nữ của tôi rồi. Thần tộc kia biến sắc mặt rồi lạnh giọng nói, anh có biết hậu quả của việc đó là gì không? Ngô Bình, hậu quả là thần tộc nào dám bắt nạt Linh Kiều sẽ bị tôi giết. Thần tộc kia còn định nói tiếp, nhưng có một tu sĩ nhân tộc đã vỗ vai hắn, hắn nhìn người đó rồi không nói gì nữa. Tu sĩ nhân tộc này cười phá lên rồi nói với Ngô Bình, cậu bạn, cậu cứ mở thử cái cửa này đi đã. Ngô Bình, tôi làm gì đến lượt anh dậy à? Nụ cười trên mặt tên kia cứng đờ, anh ta ho khan một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngô Bình kéo Thiên Tuyết Linh Kiều sang một bên, cô ấy thở dài nói, Huyền Bình, hình như em làm liên lụy đến anh thật rồi. Ngô Bình, có chuyện gì anh cũng không sợ, môi trường ở đây khá tốt, anh đột phá cái đã. Lúc này, Ngô Bình không vội mở cánh cửa thủy tinh ngay, mà bắt đầu hoàn thiện cảnh giới chân tiên và cảnh giới thần tiên của con đường tu tiên nhân đạo theo suy nghĩ của mình. Trải nghiệm ở Xâm La giới khiến anh có thể tổng kết ra công pháp hoàn thiện hơn, giúp những tu sĩ tu luyện con đường tu tiên nhân đạo có thể ung dung thích ứng khi đại kiếp đến. Anh rất thông minh nên chỉ mất một lát cảnh giới thần tiên và chân tiên hoàn chỉnh đã xuất hiện trong đầu anh rồi. Ngô Bình lập tức tu luyện ngay. Các tu sĩ ở xung quanh thấy khí tức của anh biến đổi ngày càng mạnh hơn, chưa đến nửa tiếng sau, anh đã lộ rõ khí tức của chân tiên. Song, thể chất chân tiên của anh khác hẳn với các chân tiên mà họ biết. Tu luyện xong, Ngô Bình mở mắt rồi cười nói, công pháp này rất hoàn hảo, Linh Kiều, khi nào về anh sẽ truyền thụ cho em. Thiên Tuyết Linh Kiều cười nói, Huyền Bình, dù anh là chân tiên, nhưng em thấy tu vi của anh cao thâm khó lường, không thể nhìn thấu được. Ngô Bình, đương nhiên, công pháp này chỉ là dự phòng tôi, chứ cái gốc của anh không ở đây. Hai người cứ thế trò chuyện với nhau và coi những người khác như không khí. Các tu sĩ khác cân nhắc hậu quả xong thì không còn hứng ở lại đây nữa, họ tiếp tục lên đường. Thấy họ đã đi xa, Ngô Bình mới đi tới gần cánh cửa thủy tinh rồi áp tay lên đó. Trong cánh cửa truyền ra một sức mạnh có trật tự hỗn loạn, sau đó điên cuồng phá hỏng sức mạnh có quy luật trong người Ngô Bình. Nhưng anh là người từng trải nên khi sức mạnh ấy vừa tiến vào người anh đã phải ngoan ngay, thậm chí còn bị anh khống chế. Mà đây cũng chính là thu hoạch của anh khi ở Xâm La giới. Lúc này, lại có thêm một luồng sức mạnh xuất hiện, nó rất ấm áp. Nó lượn quanh trong người Ngô Bình một vòng như đang thăm dò anh. Sau đó, luồng sức mạnh ấm áp này đã biến mất, cánh cửa thủy tinh vang lên tiếng nứt.
Thiên Tuyết Linh Kiều mừng rỡ, mở được rồi. Đúng lúc này, đột nhiên tu sĩ thần tộc trách móc Thiên Tuyết Linh Kiều cùng tu sĩ nhân tộc kia đã xông ra, họ cùng một ruột. Tu sĩ nhân tộc cười nói, xem ra phán đoán của tôi là đúng, quả nhiên cậu có cách mở được cửa. Ngô Bình đứng trước cửa rồi nói, sao? Định cướp công tôi à? Anh nghĩ có được không? Tu sĩ nhân tộc hỏi, cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình, anh là ai thì liên quan gì đến tôi? Người kia, tôi là Trương Ưng Thiên, chắc cậu cũng nghe kể về tôi rồi. Ngô Bình xứng người, anh và người này là hai người duy nhất ở Trung Thiên giới được vào đây. Ra là anh. Trương Ưng Thiên, Lý Huyền Bình, giờ cậu có hai lựa chọn, một là hàng phục tôi, hai là chết ở đây. Ngô Bình, anh tự tin thế à? Trương Ưng Thiên lắc đầu, không phải tự tin, mà là tôi có cách để giết cậu. Không cần nghi ngờ, dù cậu là đại đạo tôn thì hôm nay cũng không phải đối thủ của tôi đâu. Ngô Bình thoáng kinh ngạc, anh dám nói vậy chứng tỏ có cách gì đó, hay anh thi triển cho tôi xem đi. Trương Ưng Thiên thờ ơ nói, cũng được, nếu cậu muốn thì tôi chiều. Anh ta nắm tay phải lại rồi đột ngột mở ra, có một phù văn phát sáng trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy phù văn ấy, Ngô Bình có một cảm giác bất lực như bị trấn áp, sức mạnh trong người cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thiên Tuyết Linh Kiều thì còn thảm hơn, cô ấy ngã khuỵ với vẻ đau đớn. Ngô Bình nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nhăn mặt nói, đây là thứ gì? Khi nữ oa tạo ra con người, các sinh linh mạnh mẽ đều cho rằng con người quá hoàn hảo nên bắt nữ oa để lại ba nhược điểm. Các sinh linh ấy đã tạo ra ba thứ khắc chế con người dựa trên các khuyết điểm ấy, đây là một thứ trong số đó, nó là thi phù. Ngô Bình mắc ói nhưng không thể nôn ra được, nhưng anh vẫn đứng chứ quyết không ngã gục. Trương Ưng Thiên thấy hơi kinh ngạc, khá đấy, có thể trụ vững đến giờ. Nhưng thế thì sao chứ? Giờ cậu làm gì còn sức mà phản kháng lại tôi? Thế ư, đúng lúc này, giọng nói của Ngô Bình chợt vang lên sau lưng Trương Ưng Thiên. Anh ta giật mình rồi ngoảnh lại, nhưng cổ đã bị bóp nghẹt và xách lên cao. Người này chính là Ngô Bình, anh đã bắt lấy tay của Trương Ưng Thiên rồi bẻ ngoặt rồi lấy phù văn kia đi. Trương Ưng Thiên hét lên đau đớn rồi bị ném xuống đất. Tu sĩ thần tộc kia nhân đó chạy mất, nhưng vừa được vài bước đã bị Ngô Bình đánh bay rồi rơi vào hư không. Trương Ưng Thiên quỳ dưới đất rồi kinh ngạc nhìn Ngô Bình, hỏi, sao cậu làm được? Ngô Bình cười khẩy, với trình độ hiện giờ thì sao anh biết chân thân của tôi ở đâu được, thứ anh nhìn thấy chỉ là tôi muốn cho anh thấy thôi, hiểu chưa? Trương Ưng Thiên nhăn mặt nói, thực lực hiện giờ của cậu đã vượt xa trước kia. Sốt của cậu làm cách nào vậy? Ý trời, Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói, bây giờ, vận may của cả nhân tộc đều dồn hết cho tôi rồi. Trương Ưng Thiên tái mặt nói, vận mệnh của cả nhân tộc ư? Không thể nào, đến Thánh Hoàng Thượng Cổ cũng không làm được điều đó. Sao anh lại hợp tác với thần tộc? Ngô Bình không để ý đến lời lẩm bẩm của anh ta mà hỏi ngược lại. Trương Ưng Thiên, thần tộc rất mạnh, muốn đánh thắng họ thì phải hiểu rõ về họ trước. Bây giờ, tôi đã trở thành một phần của thần tộc và nhận được sự coi trọng của một gia tộc cổ thần rồi. Ngô Bình, đánh thắng thần tộc, dựa vào anh ư. Trương Ưng Thiên nói, chuyện gì cũng sẽ có người làm được. Tôi không làm được nhưng người khác lại có thể. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh thì tôi cũng không bỏ cuộc. Ngô Bình, đứng dậy đi. Ban nãy, tuy Trương Ưng Thiên đã dùng thủ đoạn để tấn công Ngô Bình, nhưng anh ta không hạ sát chiêu, đây là lý do Ngô Bình đã tha mạng cho anh ta. Trương Ưng Thiên đứng dậy, Ngô Bình ném trả cánh tay cho anh ta lắp nó về vị trí cũ, cánh tay nhanh chóng lành trở lại. Anh đã nhận được sự tin tưởng của thần tộc thì cứ tiếp tục đi, Ngô Bình nói. Trương Ưng Thiên, cậu không giết tôi à? Ngô Bình, nhân tộc chẳng dễ gì mới có một thiên tài như anh, sao tôi phải giết anh chứ? Trương Ưng Thiên trầm mặc một lát rồi hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình, tôi có một công pháp thích hợp cho nhân tộc tu luyện, đó là con đường tu tiên nhân đạo, anh muốn học không? Trương Ưng Thiên, tôi đã nghe kể về công pháp ấy rồi, nó có điểm gì đặc biệt? Ngô Bình, công pháp này do tôi nghiên cứu ra, tuy cũng là tu tiên,
nhưng tu sĩ ở cùng cảnh giới có thể giết chết tu sĩ tu tiên truyền thống trong nháy mắt. Hơn nữa công pháp này có giới hạn rất cao, thậm chí còn hơn cả thần tộc. Nếu có một, hai tu sĩ tu luyện đến cấp cao nhất thì nhân tộc ta không phải sợ thần tộc nữa. Trương Ưng Thiên sáng mắt lên, tôi cũng học được ư. Ngô Bình, tất cả mọi người trong thiên hạ đều học được, dứt lời, anh đưa mấy cuốn tập tu hành cho Trương Ưng Thiên. Đây là công pháp cảnh giới địa tiên và thiên tiên, chờ anh đột phá đại la rồi thì đến tìm tôi. Trương Ưng Thiên nhận lấy bằng hai tay, sau đó trầm ngâm một lát rồi hỏi, Trương Ưng Thiên nguyện ý đi theo công tử, không biết công tử có đồng ý thu nhận không ạ? Ngô Bình, tư chất của anh rất tốt, không cần đi theo ai hết. Nhưng sau này nếu anh gặp khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Trương Ưng Thiên lại hành lễ, cảm ơn công tử. Ngô Bình quay người đi, sau đó quan sát phù văn rồi giơ tay chạm vào nó. Phù văn này ẩn chứa sức mạnh kinh người, tay anh vừa chạm vào đã thấy đau nhói, cơ thể cũng như bị điện giật. May mà anh có thực lực mạnh nên chỉ một lát sau là có thể nắm chặt nó trong tay. Tiếp đó, phù văn đã in vào cánh tay và chui vào cơ thể anh. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong người Ngô Bình, đó là một loại khí tức bất hủ. Anh lần lượt hấp thu phù văn màu lam và đỏ, trong đó phù văn màu lam có khí tức dẻo dai, phù văn màu đỏ có khí tức bùng nổ. Hấp thu các sức mạnh xong, Ngô Bình đã có cảm nhận mới về cảnh giới Đại La. Anh suy ngẫm một lát rồi bắt đầu thúc giục sức mạnh của các phù văn để kết hợp chúng với nhau, chính thức đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cảnh giới Đại La Kim Tiên của trước kia thật ra là một bước tiến hóa từ thiên tiên sang tiên tộc. Với hiểu biết hiện giờ, Ngô Bình thấy Đại La Đạo Quân của trước kia quá yếu, Đại La thật sự phải là cường giả tung hoành thiên hạ. Loáng cái, khí tức quanh người anh đã trở nên rất diệu kỳ, đầu tiên là cơ thể anh mạnh hơn, tiếp đó là đến thần hồn. Khi khí tức ổn định lại, Ngô Bình lấy thi phù nhắm vào điểm yếu của nhân tộc ra rồi dùng ánh sáng của nó chiếu rọi vào người mình. Ban đầu, cơ thể anh không thích ứng được, nhưng dần dà người anh đã sinh ra một vài sự thay đổi để chống lại sự ảnh hưởng của thi phù. Nửa tiếng sau, thi phù đã không thể gây ảnh hưởng gì cho anh nữa. Cơ thể anh cũng vì thế mà có thể một sự thay đổi lạ kỳ, bổ sung vào một khuyết điểm. Thấy thế, Trương Ưng Thiên vô cùng chấn động, anh ta nói, công tử quả là bậc kỳ tài, chắc chắn sẽ là người vực dậy nhân tộc. Lúc này, các đại đạo, ý nghĩa và tuyệt học mà Ngô Bình lĩnh ngộ đều lượn quanh người anh, ngay sau đó trong vũ trụ nhỏ của anh đã sinh ra một thế giới lớn mạnh hơn lấy thiên tiên giới làm gốc, đó chính là kim tiên giới. Sức mạnh từ ba bảo phù tiên thiên mà anh hấp thu đã thấm vào đó, sức mạnh từ yếu điểm của nhân tộc mà anh bổ sung cũng tham gia vào. Đột phá cảnh giới Đại La xong, toàn thân Ngô Bình khoan khoái, anh nhìn Trương Ưng Thiên đang ngây ra rồi điểm tay một cái. Truyền thụ công pháp Đại La Kim Tiên mới cảm nhận cho anh ra rồi nói, hy vọng anh cũng sớm đột phá. Trương Ưng Thiên nhận được truyền thừa xong thì mừng rỡ, sau đó bái lạy Ngô Bình, cảm ơn công tử, Ưng Thiên sẽ tìm một nơi để tu luyện. Trương Ưng Thiên đi rồi, Ngô Bình giơ tay cầm chiếc bình ngọc kia, bên trong nó có một viên đan dược. Viên đan dược này rất hay, nó do 9 tia sáng tạo thành và có sức mạnh rất tinh thuần. Sức mạnh bên trong nó rất khủng khiếp. Ngô Bình là người luyện đan nên chỉ quan sát một lát là biết đây là đạo quân đan. Uống nó vào thì thực lực và cảnh giới sẽ tăng lên nhanh chóng, cùng với đó nó còn một tác dụng khác là thu phục sinh linh. Ngô Bình nhìn sinh linh hồng hoang là cô gái trong khối thủy tinh rồi lại nhìn viên đan dược, sau đó anh mỉm cười rồi đấm vỡ chiếc bình. Viên đan dược bay ra rồi lượn vòng quanh ngón tay anh. Tiếp đó, Ngô Bình đạp vỡ khối thủy tinh rồi điểm lên mi tâm cô gái. Sức mạnh sinh mệnh trong người cô gái đã được đánh thức, cô ấy mở mắt ra rồi chớp hàng mi dài. Sau đó có một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, Ngô Bình cũng phải lùi lại vài bước. Cô gái có đôi mắt màu tím nhạt, làn da trắng ửng hồng, mái tóc dài màu vàng, vóc dáng nóng bỏng, dung nhan tuyệt sắc. Cô ấy đứng dậy rồi nhìn quanh. Sau đó đột nhiên ôm chầm lấy Ngô Bình rồi nũng nịu, chủ nhân, bế bế. Ngô Bình nghệt mặt ra, nhưng không thể từ chối, anh bế cô gái lên rồi hỏi, cô tên là gì? Cô gái, chủ nhân, em là Ali. Ngô Bình, Ali, trước kia cô cũng trông thế này à? Ali lắc đầu, trước kia em to lắm,
một bàn tay cũng có thể đánh vỡ cả tỷ vì sao. Nhưng về sau, em bị một lão già đánh bại và biến thành như bây giờ. Nhưng không sao, em thấy cũng được. Ngô Bình hào hứng hỏi, lão già ấy là ai? Mạnh lắm à? Ali, đánh bại được Ali thì đương nhiên là mạnh rồi, nhưng em không biết lão là ai. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, Huyền Bình, chúng ta đi tìm kiếm tiếp thôi. Chuyện của Ali mình có thể vừa đi vừa hỏi mà. Ali nhìn về phía Thiên Tuyết Linh Kiều rồi chợt tỏ vẻ hung dữ, sinh linh này trông ngon đấy, chủ nhân, em muốn ăn cô ta. Ngô Bình vội nói, Ali, đây là người phụ nữ của tôi, không ăn được. Ali, chủ nhân, cô ta là vợ của người ạ. Ngô Bình, đúng vậy. Ali chợt bật cười hi hi rồi nhảy xuống, sau đó kéo tay của Thiên Tuyết Linh Kiều rồi nói, nữ chủ nhân, bế bế. Thiên Tuyết Linh Kiều tròn mắt, thầm nghĩ không biết sinh linh này bị chứng gì mà gặp ai cũng đòi bế như thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng cô ấy vẫn bế Ali lên. Ali chỉ cao 1,5 m nên dáng người rất nhỏ, nhưng bế lên lại rất nặng, suýt nữa làm gãy lưng của Thiên Tuyết Linh Kiều. Ngô Bình vội đỡ lấy Ali rồi nói, Ali ngoan nào, đang ở ngoài thì phải tự đi, không được đòi bế. Vâng ạ, Ali nhảy xuống rồi nhảy tung tăng như một cô bé, nhìn thấy cái gì cũng đầy hiếu kỳ. Rời khỏi đó xong, Ali vỗ nhẹ vào ngọn núi, một tiếng huỳnh vang lên, cả đỉnh Thiên Nguyệt đã sụp đổ, làm Ngô Bình sợ đến mức kéo Ali và Thiên Tuyết Linh Kiều chạy thật nhanh về đường cũ. Sau đó, anh méo mặt nhìn Ali rồi hỏi, Ali, cô là sinh linh hỗn mang đúng không? Thực lực của cô đã thuộc hàng mạnh trong các sinh linh chưa? Ali, cũng được ạ, dẫu sao em cũng không bị các sinh linh khác bắt nạt, toàn là em bắt nạt họ thôi. Thế cô biết đế không? Đế là một loại sức mạnh mà Ngô Bình đã hấp thu lúc tu luyện đế nguyên thần. Ali, đế ư, đó là một lão già, em đã từng thấy thi thể của lão, đáng tiếc lắm. Ngô Bình, đáng tiếc gì cơ? Ali, em không ăn thi thể, nếu lão chưa chết thì em có thể ăn và hấp thu sức mạnh của lão rồi. Ngô Bình và Thiên Tuyết Linh Kiều đưa mắt nhìn nhau, sinh linh hỗn mang mang vẻ đẹp của một mỹ nữ này có vẻ rất mạnh. Ali, cô thử dùng một phần sức mạnh rồi đấm tôi đi, Ngô Bình muốn thử sức mạnh của Ali nên mới đưa ra yêu cầu này. Ali ngạc nhiên nói, hay thôi đi ạ, không em đánh chết chủ nhân mất. Ngô Bình, không sao, cô cứ đánh đi. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Ali đành giơ nắm đấm lên rồi đánh nhẹ vào vai anh. Rắc. Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể chống trả ập tới, anh dồn hết sức phản kháng nhưng cánh tay vẫn bị gãy, sau đó anh đã bị đánh bay ra xa. Ali lo lắng chạy tới hỏi, chủ nhân có sao không ạ? May mà em chỉ dùng một chút sức thôi đấy, không chủ nhân còn thảm nữa. Ngô Bình nhổ ra một ngụm máu rồi ho khan vài tiếng mới nói, không sao, chưa chết được. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng tái mặt, ánh mắt nhìn Ali cũng có vẻ dè chừng. Huyền Bình, cường giả thế nào mới đánh bại được Ali, Thiên Tuyết Linh Kiều hỏi. Ngô Bình, anh không rõ, nhưng theo anh đoán thì thực lực của Ali phải ngang với cường giả 8 kỷ nguyên. Chắc chỉ có cường giả 9 kỷ nguyên, thậm chí là cường giả cấp vũ trụ mới có thể đánh bại được cô ấy. Thiên Tuyết Linh Kiều, có Ali rồi thì mình không sợ gặp đối thủ nào trên con đường chân thánh nữa rồi. Ngô Bình, mình coi như bá chủ ở đây rồi. Sau đó, Ngô Bình cho Ali vào kim tiên giới, để cô ấy tạm thời chờ ở trong đó. Cất Ali đi xong, hai người tiếp tục lên đường. Họ đi được một đoạn thì nhìn thấy con đường phía trước đã bị cắt đứt, một khoảng không dài hơn 100 mét chặn giữa nên không có mặt đường. Nhưng cách đó không xa có hai ngã rẽ, một phải một trái. Lúc này, trên cả hai ngã rẽ đều có tu sĩ, còn phía đầu bên kia của đường chính thì không có ai. Ngô Bình hỏi Thiên Tuyết Linh Kiều, Linh Kiều, hai bên trái phải này, em có biết đường nào không? Thiên Tuyết Linh Kiều, đường bên trái dẫn đến Minh Hoang, bên phải đến Cốt Nguyên. Cả hai nơi này đều không nguy hiểm, nếu may mắn còn lấy được ít bảo bối. Vì thế hầu hết đó đều là đích đến của mọi người khi đi trên con đường chân thánh này. Ngô Bình, xem ra đã có nhiều người vào đó rồi, thế thì mình không vào nữa, nói rồi, anh nhìn về phía đoạn đường bên kia.
Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, muốn sang phía đối diện thì phải nhảy. Nhưng hư không sẽ xuất hiện hỗn loạn nên dễ bị thổi bay lắm. Ngô Bình, chúng ta dùng một sợi dây, em sẽ ném anh sang trước rồi anh kéo em sang sau. Thiên Tuyết Linh Kiều, nhưng nhớ có người gây trở ngại trong lúc chúng ta thực hiện thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nói, họ không dám đâu. Thiên Tuyết Linh Kiều gật đầu, sau đó Ngô Bình lấy một sợi dây thừng ra rồi buộc một đầu vào người mình, đầu còn lại đưa cho Thiên Tuyết Linh Kiều. Tiếp theo, anh hít sâu một hơi rồi nhảy lên cao bay về phía bên kia. Khoảng cách hơn 100 mét s không xa, nhưng anh vừa bay được một đoạn thì xuất hiện vòng xoáy và cuốn anh vào trong, may mà có sợi dây thừng, không thì Ngô Bình đã bị hút vào hư không rồi. Đúng lúc này, tu sĩ ở hai bên đường đã xông ra, ai ấy đều lạnh mặt định bổ nhào về phía Thiên Tuyết Linh Kiều. Cô ấy đang dồn hết sức kéo Ngô Bình, khi cảm thấy có tu sĩ đến gần thì tức tối quát các người đừng làm bậy. Ha ha, làm chờ mãi, hai người chết đi, một thần tộc cười phá lên rồi tung một chưởng về phía Thiên Tuyết Linh Kiều định bắt cô ấy buông tay. Nhưng Ngô Bình bất ngờ xuất hiện trước mặt thần tộc đó rồi bóp cổ hắn. Tên kia hoảng sợ nói, anh chưa sang bên kia ư. Ngô Bình, lũ kiến hôi như các người thì sao biết tôi đang làm gì được, nói rồi, anh ném hắn vào hư không. Những tên khác sợ quá rồi quay đầu bỏ chạy, Ngô Bình mặc kệ rồi tiếp tục nhảy sang bên kia lần hai. Lần này, không còn ai cản trở họ nữa, cuối cùng anh đã an toàn đáp sang bên kia, sau đó anh dùng sức kéo Thiên Tuyết Linh Kiều sang cùng. Các tu sĩ ở đâu bên kia chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nhưng không có dũng khí nhảy sang giống anh. Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, đây là đoạn thứ hai của con đường chân thánh, trước chỉ có thần tộc và tiên tộc mới đi hết đoạn này thôi. Ngô Bình, mình vừa đi vừa xem. Đi được một đoạn thì Ngô Bình nhìn thấy có một ngã rẽ rất rộng ở bên trái, lối này dẫn tới một lục địa trong hư không. Lục địa này có rừng rậm và núi cao. Trong hư không đen tối tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Thiên Tuyết Linh Kiều mừng rỡ nói, đây là Thủy Thiên Nguyên trong truyền thuyết, thần tộc từng có thiên kiêu tìm được kho báu ở đây đấy. Ngô Bình, thế mình còn vào làm gì nữa? Vẫn vào chứ, nghe đồn thần tộc đó chỉ lấy được một phần của kho báu thôi, vẫn còn nhiều thứ chờ mình khám phá lắm. Nói rồi, họ đã rẽ sang hướng đó, đến Thủy Thiên Nguyên rồi. Ngô Bình cảm thấy linh khí ở đây rất dồi dào, hít hơi nào là thấy dễ chịu hơi ấy. Thiên Tuyết Linh Kiều, em từng thấy dấu vết mà thần tộc kia lưu lại, trên đó nói Thủy Thiên Nguyên này có mấy loại sinh linh rất nguy hiểm, đã có 13 trong 15 thần tộc ngày xưa đã bị chúng ăn thịt. Cô ấy vừa nói xong thì có một bông hoa dại mọc lên trên bãi cỏ xanh tươi ở phía trước. Ngô Bình bảo Thiên Tuyết Linh Kiều đứng yên tại chỗ, còn mình thì chậm rãi đáp xuống bãi cỏ. Một bước. Hai bước, khi anh bước xong bước thứ ba thì đột nhiên có vô số sợi dây màu đen chui từ dưới thảm cỏ lên, sau đó quấn lấy người Ngô Bình và kéo xuống lòng đất. Phang! Thấy mình sắp bị kéo xuống dưới, Ngô Bình giơ một tay lên chém đứt các sợi dây rồi vùng ra, sau đó anh nắm các sợi dây bên dưới bằng tay còn lại rồi dùng sức kéo. Mặt đất nứt ra, một thứ kỳ quái trông như con nhím bị kéo từ dưới đất lên. Các thứ như sợi dây màu đen chính là gai mọc trên lưng nó. Con quái vật kêu lên đang định phản kháng thì đã bị Ngô Bình tát cho ngất xỉu. Thiên Tuyết Linh Kiều chạy đến nhìn rồi nói, một thứ bé như vậy mà có sức mạnh ghê gớm, nếu không phải anh thì chắc đã bị nó xơi tái rồi. Ngô Bình nhìn xuống dưới thì thấy có một cái hang rất lớn, cao cỡ một người trưởng thành. Anh nhảy xuống thì tìm thấy rất nhiều thứ vụn vặt, có binh đao. Cũng có khí vật hay thậm chí còn có khá nhiều không gian chữ đồ. Xem ra con này đã ăn thịt khá nhiều tu sĩ. Anh nói, em đừng coi thường nó, ít nó cũng trải qua hai kỷ nguyên rồi đấy. Nói xong, anh gom hết đồ ở đây lại rồi ném con quái vật về hang, chứ không giết nó. Đi qua thảm cỏ, hai người còn thấy phong cảnh đẹp hơn, một thác nước cao cả trăm mét, cạnh đó có một cây ăn quả kết trái giống quả táo, trái vừa to vừa đỏ, mùi thơm còn bay xa. Thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều tò mò, quả gì thế nhỉ? Ngô Bình, muốn ăn không? Anh hái cho em một quả nhé. Nói xong, anh đi về phía cái cây, nhưng vừa đến nơi thì đã có một bóng đỏ lao từ trên cây xuống. Chát!
Ngô Bình ra tay rất nhanh và đánh bay nó đi. Sau khi thứ đó rơi xuống đất thì anh mới nhìn rõ ra là một con quai vật đầy lông lá có 8 tay, còn cái mặt thì như đầu lâu khô, răng nó rất nhọn, lông trên người màu đỏ, đôi con ngươi như có quỷ hỏa. Đánh nó một phát xong, Ngô Bình cảm thấy tay mình tê dần, anh hơi nhíu mày rồi nhìn nó hỏi, ngươi giỏi đánh đấm lắm hả? Hỏi xong, anh thả Ali ra. Ali vừa ra ngoài thì đã lườm con quái vật rồi cười nói, chủ nhân, con này trông ngon quá, em ăn nhé. Ngô Bình, cứ tự nhiên. Con quái vật vừa trông thấy Ali đã run như cầy sấy, thấy cô ấy bước về phía mình thì lập tức co giò chạy. Xong, nó vừa chạy được vài mét thì đã bị Ali tóm được, lực sinh mệnh trên toàn thân nó đã bị hút ra ngoài rồi hóa thành một ảo ảnh vào bị Ali hấp thu. Sau đó, thi thể của con quái vật nằm dưới đất và biến thành một đống cát vàng. Nó chết rồi, Ngộ Bình mới trèo lên cây rồi hái hết quả xuống, sau đó chia cho Thiên Tuyết Linh Kiều và Ali mỗi người một quả, số còn lại anh cất đi để mang về cho người nhà ăn. Thiên Tuyết Linh Kiều cắn một miếng thì thấy quả này rất ngọt, ngoài ra còn chứa sức mạnh kỳ diệu, rất có ích cho cơ thể và thần hồn. Ăn xong, Ngộ Bình đi đến gần đầm nước bên dưới thác để rửa mặt. Anh vừa vốc nước lên thì đã ngây ra rồi nếm thử một ngụm, sau đó kinh ngạc nói, ở đây có nước thần thái sơ. Ali tò mò nhìn lên thác nước rồi nói, chủ nhân, thượng nguồn ở trên kia. Ngô Bình lập tức leo lên trên, xung quanh đây vốn có vài linh sinh đáng sơ, nhưng khi Ali xuất hiện, chúng đều tránh đi thật xa. Đến đỉnh núi thì Ngô Bình nhìn thấy một cái ao nhỏ có đường kính hơn chục mét, bên trong chứa đầy nước màu xanh. Bề mặt có sương mù cùng màu. Lớp sương mù này bay về phía xa, sau đó dung nhập vào một dòng sông nên mới khiến nước ao có khí tức của nước thần thái sơ. Ngô Bình kích động đến mức đi tới gần ao nước rồi lấy cái bình ra múc ít nước lên ngửi, sau đó anh bật cười nói, quả nhiên là nước thấy thái sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng leo lên theo rồi tò mò hỏi, Huyền Bình, thứ này quý lắm hay sao mà anh vui thế? Trước đó, Ngô Bình lấy được bảo phù tiên thiên và thu phục được Ali cũng không vui và hào hứng như bây giờ. Ngô Bình cười nói, thái sơ là một trạng thái khởi đầu của vũ trụ, nước thần thái sơ là năng lượng nguyên thủy của thời kỳ này nên rất quý. Chỉ cần một giọt thôi cũng có thể tạo ra rất nhiều thần dược. Anh là thầy luyện đan nên đương nhiên rất cần nó. Ali cũng chạy đến gần ao nước rồi làm một ngụm, sau đó nhăn mặt nói, chủ nhân, uống kinh quá. Ngô Bình lừ mắt, không dùng để uống đâu. Thiên Tuyết Linh Kiều cười nói, thế mình sẽ mang hết nước ở đây đi à? Ngô Bình lắc đầu, về lý thì không thể tích trữ nước này được, nó có thể hình thành ở đây thì phải có lý do đặc biệt nào đó, chúng ta cần tìm ra. Thiên Tuyết Linh Kiều vừa ăn quả vừa chỉ về phía ao nước nói, chủ nhân, trong này có một con rùa xanh, nó đang nôn kìa. Ngô Bình sáng mắt lên, Ali, bắt nó lên đây. Ngô Bình thò đầu xuống nước rồi bắt một con rùa màu xanh to như bàn tay lên. Mai của con rùa này có rất nhiều đường vân cổ, còn miệng của nó đang phun khí, trong làn khí này có một làn khói màu xanh vàng, đây chính là khí tức thái sơ. Ngô Bình cười nói, con rùa này nhất định đã ăn được bảo bối nào đó sinh ra vào thời thái sơ, cho nên trong bụng nó mới chưa đầy khí tức thái sơ. Tốt quá rồi, có nó thì mình có thể mang cả ao nước này đi. Nói rồi, anh vung tay lên, cả hồ nước đã được chuyển vào kim tiên giới, sau đó con rùa cũng được ném vào đây. Từ giờ, hồ nước sẽ liên tục sinh ra nước thần thái sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều, lạ thật, tại sao trước kia thần tộc không mang ao nước này đi nhỉ? Ngô Bình, có lẽ khi ấy chưa có nước thần thái sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều như có điều suy nghĩ, cũng có lý, dẫu sao đó cũng là chuyện của kỷ nguyên trước rồi. Ngô Bình, chúng ta đi tìm kho báu tiếp thôi. Lúc này, Ali đứng trên đỉnh núi rồi nhìn về một phía khác, sắc mặt cô ấy chợt nghiêm lại rồi nói với Ngô Bình, chủ nhân, trong khu rừng kia có một cường giả khiến Ali thấy lo lắng. Ngô Bình sững người, khiến Ali thấy lo lắng ư. Thế thì thực lực của nó mạnh ngang cô hả? Ali, chủ nhân, em phải đến đó xem sao. Ngô Bình nhìn về phía đó rồi lắc đầu, thôi. Chúng ta đi tìm kho báu chứ không phải liều mạng với yêu quái. Ali, chủ nhân, chúng ta thử đi, em cảm thấy nó cũng cảm nhận được mình đến đây rồi.
Ngô Bình gật đầu, cũng được. Nhóm Ngô Bình đi xuống núi, đến chân núi rồi thì đi thêm một đoạn nữa là đến rìa rừng. Cây cối ở đây đều rất cao, thấp cũng trên 100 mét, còn cây cao thì vài nghìn mét. Ali đi vài bước vào trong rồi chợt ngoảnh lại vẫy tay với Ngô Bình, chủ nhân, nó sợ quá chạy rồi, chúng ta cứ vào thôi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, nó sợ ư? Ali, chắc cảm nhận của nó tốt hơn em, thấy không thắng được em nên nó chớ ôi. Ngô Bình, ở đây lắm sinh linh mạnh thật. Thiên Tuyết Linh Kiều, năm xưa chắc chắn thần tộc chưa vào đây được, dẫu sao cũng có một sinh linh mạnh trấn thủ mà. Ngô Bình cười nói, mình vào trong xem thôi. Sau khi nhóm Ngô Bình đi vào rừng thì thấy đường rất khó đi, chỗ nào cũng có bụi cây, cỏ dại và rất nhiều con côn trùng khổng lồ. May mà có Ali nên đám côn trùng ấy không dám bén bảng đến, vì chúng vừa lại gần họ thì đã bị cứng đờ người hoặc nổ banh xác luôn. Ali đi trước dẫn đường, đến cây cỏ còn sợ cô ấy nên đều tự động giạt sang hai bên nhường đường. Họ đi thêm một đoạn thì cỏ cây đã thưa dần, sau đó thì tới một con đường đá. Bước lên đường đá, Ngô Bình ngạc nhiên nói, lẽ nào từng có người sống ở đây ư? Họ đi thêm thì Ngô Bình nhìn thấy có một tòa thành bị dây mây che kín. Tòa thành này rất cổ kính, hình dáng cũng rất kỳ lạ, nhìn giống một tổ ong lớn với rất nhiều cửa sổ. Ali, chủ nhân, chắc ngôi nhà này cũng đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, chủ nhân của nó từng thủ ở đây. Ngô Bình, tôi nghe nói có vài cường giả kỷ nguyên sẽ độ đại kiếp kỷ nguyên nhờ xây dựng pháo đài, chắc nơi này cũng là một dạng pháp đài kỷ nguyên trong truyền thuyết. Trước kia, nhà họ Viêm từng hứa sẽ dùng một pháo đài kỷ nguyên để đổi lấy xào huyệt tà ma của Ngô Bình. Thiên Tuyết Linh Kiều sáng mắt lên, pháo đài kỷ nguyên là vật quý, có nó rồi thì ít mình cũng bình an một đời. Ngô Bình hỏi Ali, Ali, cô nghĩ pháo đài này trải qua mấy kỷ nguyên rồi? Ali, ít cũng 5 kỷ nguyên ạ. Ngô Bình, vậy có nghĩa là chủ nhân của nó ít cũng là cường giả 5 kỷ nguyên. Ban này thứ mà bị dọa sợ có khi nào là chủ nhân tòa thành không? Ali, không đâu, pháo đài này đã không còn chủ nhân nữa rồi, nó vô chủ. Ngô Bình, không có chủ ư, thế chúng ta vào xem đi, cường giả kia đã sống ở đây 5 kỷ nguyên thì chắc có nhiều đồ lắm. Nói rồi. Anh đi tới lối vào của pháo đài thì thấy một cánh cổng kỳ quái, cổng khóa, một cửa sổ nhỏ cạnh đó cũng đóng. Ngô Bình giơ tay ấn lên cửa thì cửa sổ chợt mở toang, một cái đầu màu đen thò ra rồi nhìn anh chằm chằm. Cái đầu này có một mắt, một miệng, không có mũi, nó phát ra một âm thanh kỳ quái, nhưng lạ cái là Ngô Bình lại nghe hiểu được. Đây là pháo đài Bắc Minh, bên trong có truyền thừa và kho báu của tiên sinh Bắc Minh. Nếu có thể thông qua bài kiểm tra thì có thể vào lấy mọi thứ của tiên sinh. Quá trình kiểm tra rất nguy hiểm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Ngô Bình, tiên sinh Bắc Minh còn sống không? Cái đầu một mắt, tiên sinh đã mất vào kỷ nguyên trước rồi. Ngô Bình, tiên sinh cố ý giữ pháo đài này lại cho hậu thế ư? Cái đầu một mắt, tiên sinh có hai chuyện chưa làm được, vì thế cần người nhận truyền thừa làm giúp mình. Ngô Bình, giờ tôi hỏi về chuyện đó được không? Phải qua được bài kiểm tra thì mới được biết. Ngô Bình gật đầu, kiểm tra gì thế? Cái đầu một mắt, đơn giản lắm, trong pháo đài có một con rối chiến đấu do tiên sinh Bắc Minh để lại. Cậu mà đánh bại nó thì sẽ được mang pháo đài đi. Sau đó, chỉ cần cậu hoàn thành hai chuyện thì có thể nhận được truyền thừa và kho báu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi đồng ý. Anh ngoảnh lại nói, hai người chờ bên ngoài nhé. Anh vào trong xem sao. Anh vừa nói xong thì cổng pháo đài mở ra, Ngô Bình đi vào trong. Anh vừa vào thì phía trước đã sáng đèn. Có một con quái vật đứng đối diện anh, nó có 6 tay, 4 chân, mỗi tay đều kết thành một ấn. Con quái vật có 3 đầu, mỗi đầu nhìn về một hướng, mỗi mặt một biểu cảm, cái tức giận, cái bi thương, cái vui vẻ. Khi Ngô Bình nhìn thấy nó thì biết thực lực của nó chắc chắn cũng là ngang cấp cường giả kỷ nguyên, không hề dễ đối phó chút nào. Một tay của con quái vật nắm chặt, một ảo ảnh đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình rồi tấn công anh. Võ đạo của Ngô Bình đã đạt đến trình độ không thể tin được, anh vung một tay lên và tung một quyền ra. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, Ngô Bình biến mất,
nửa thân con quái vật tê dần, cùng với đó là không thấy anh đâu nữa. Lúc này, Ngô Bình đã hóa thành một cơn gió rồi hòa vào môi trường xung quanh, con quái vật có phát hiện đằng trời. Phập! Ngô Bình đấm một cú vào một cái đầu của con quái vật, làm đầu nó nổ tung, nó vung tay lên định bắt anh nhưng chỉ chộp được không khí. Rắc! Một cái chân xuất hiện đạp gãy hai chân của con quái vật, cùng lúc đó nó cũng ăn một đấm vào bụng. Nó nhảy lên cao, nhưng Ngô Bình đã bất ngờ xuất hiện rồi đấm nát cái đầu thứ hai của nó. Lần này, Ngô Bình không trốn nữa mà tấn công trực diện luôn. Sau nhiều tiếng động lớn, con quái vật đã bị đánh bay rồi rơi xuống đất. Tay và chân của nó đã đứt lìa, cái đầu còn lại cũng bị đánh ngoẹo sang một bên. Cái đầu một mắt bay ra, nó chỉ có đúng một cái đầu cắm trên cổ, phía dưới nữa là các sợi sơ phát sáng. Chúc mừng cậu đã qua bài kiểm tra, bây giờ cậu có thể mang pháo đài này đi. Sau đó hoàn thành hai nhiệm vụ thì sẽ lấy được hết mọi thứ ở đây. Ngô Bình, giờ cho tôi biết hai việc kia là gì được chưa, anh hỏi. Cái đầu một mắt, việc thứ nhất là tìm con gái của chủ nhớ rồi đưa cô ấy đến pháo đài một cách an toàn. Ngô Bình, tiên sinh Bắc Minh có một cô con gái ư? Đúng. Tôi dẫn con gái tiên sinh đến đây để thừa kế mọi thứ à? Cái đầu một mắt, con gái của tiên sinh không cần truyền thừa, cô ấy cũng là cường giả rồi, đưa cô ấy đến đây cho an toàn thôi. Ngô Bình, nếu cũng là cường giả thì cần gì được bảo vệ? Cái đầu một mắt, khi cô ấy gặp nguy hiểm thì chỉ có vào đây mới thoát nạn được. Ngô Bình, được rồi, tôi sẽ thử. À, khi tôi làm xong việc này thì sẽ được gì? Cái đầu một mắt, trong pháo đài có nhiều vật quý lắm, cậu có thể chọn tùy ý. Cái đầu một mắt vừa nói xong thì cảnh vật trước mắt Ngô Bình thay đổi. Anh đã xuất hiện trong một thế giới lớn, trước mặt là một khe núi có linh khí dồi dào. Ngô Bình hỏi, ông xưng hô sao nhỉ? Cái đầu một mắt, tôi là Tử Tinh. Ngô Bình nhìn thấy con ngươi của cái đầu này có màu tím, Tử Tinh, nơi này do tiên sinh Bắc Minh tạo ra à? Môi trường sống thích thật đấy. Tử Tinh, tiên sinh đã dùng mảnh vỡ của 7 vũ trụ để tạo thành nơi này và lấy tên là Thất Bảo Giới. Nếu người không mất thì có thể trở thành cường giả cấp vũ trụ rồi. Ngô Bình gật đầu, đúng là một nơi lý tưởng, sau này tôi có thể đến tùy thích không? Tử Tinh, đương nhiên, sau này cậu là chủ nhân của nơi này rồi mà. Ngô Bình, tôi dẫn người khác đến được chứ? Tử Tinh, được. Cậu là chủ nên muốn làm gì thì làm. Ngô Bình gật đầu rồi đi ra gọi Thiên Tuyết Linh Kiều và Ali vào. Ali nhìn thấy nơi này thì ngạc nhiên nói, nơi này thích quá. Em cảm nhận được khí tức của 7 vũ trụ. Ngô Bình, cảm giác của cô chuẩn đấy, đây là Thất Bảo Giới do tiên sinh Bắc Minh dùng mảnh vỡ của 7 vũ trụ tạo thành. Ali, không chỉ là mảnh vỡ của vũ trụ đâu, còn có sinh linh trong các vũ trụ ấy nữa. Chúng đang bị phong ấn ở đây. Ngô Bình sững người, 7 sinh linh mạnh mẽ ư? Ali, vâng, 7 con. Thực lực của chúng chắc đều hơn em, chúng ở cấp vũ trụ rồi. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, tiên sinh Bắc Minh phong ấn chúng kiểu gì vậy? Tử Tinh xuất hiện, tiên sinh từng trải qua nhiều cuộc kỳ ngộ nên chuyện này cũng bình thường thôi. Thần niệm của Ngô Bình có thể che phủ đến nơi rất xa ở Thất Bảo Giới. Loáng cái anh đã phát hiện ra một bảo địa, vì thế đã dẫn Thiên Tuyết Linh Kiều và Ali bay đến đó. Khi họ bay lên cao, Thiên Tuyết Linh Kiều nhìn thấy cảnh vật bên dưới xong thì ngạc nhiên hô lên, nhiều dược liệu quá. Tử Tinh cũng bay theo rồi nói, Thất Bảo Giới có 7 ruộng thuốc, mỗi ruộng đều trồng dược liệu quý của một vũ trụ. Ngô Bình sáng mắt lên rồi vội vàng đáp xuống, bên dưới chân anh là những cây thuốc cao quá nửa người. Cây đều kết quả màu đen đỏ to như quả hạch đào và tỏa ra mùi thuốc thơm nồng. Anh hái một quả xuống ngửi rồi cắn một miếng để cảm nhận dược lực. Vài phút sau, làn da của anh đã liên tục đổi màu 3 lần, làm anh không khỏi cười phá lên. Thiên Tuyết Linh Kiều vội hỏi, Huyền Bình, thuốc này thế nào? Ngô Bình, dược lực của thứ này rất kỳ diệu, anh chưa từng gặp bao giờ. Nói rồi, anh lại hái dược liệu khác. Mỗi loại đều có đặc tính riêng. Sau khi nếm thử vài vị thuốc, Ngô Bình đã lấy roi bách thảo ra rồi bắt đầu gom dược lực.
Anh vùng roi bách thảo lên thì dược liệu trong phạm vi trăm dặm đều rung lên, dược lực bên trong chúng đều không ngừng bị roi bách thảo hấp thu và tiến vào không gian khác nhau. Cứ thế, Ngô Bình đã bay một vòng ở ruộng thuốc này và gom được rất nhiều dược lực. Các dược lực mà roi bách thảo hấp thu được thì Ngô Bình cũng có thể cảm nhận, hơn nữa anh còn có thể phân loại, chứ không cần nếm thử từng cây. Xong xuôi, nhóm Ngô Bình đã rời khỏi thất bảo giới, sau đó anh vẫy tay một cái, pháo đài đã thu nhỏ rồi được anh cất đi. Bọn họ tiếp tục đi xuyên qua khu rừng, loáng cái Ngô Bình đã ngửi thấy một hương thơm lạ. Anh đi về phía phát ra mùi hương thì nhìn thấy một cái giếng cổ. Cái giếng này cao nửa mét, miệng giếng có đường vân cổ kính, bên trong không ngừng phun nước ra. Nhưng nước giếng vừa chạm đất thì đã biến mất, như bị mặt đất hút mất. Quanh cái giếng mọc rất nhiều dược liệu, ít cũng phải trên chục nghìn mẫu, hơn nữa càng gần giếng thì chất lượng của dược liệu càng cao, chúng đã thu hút ánh nhìn của Ngô Bình. Hay quá, xem ra nước của giếng này rất thích hợp cho thực vật phát triển. Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, chẳng lẽ lại là nước thần Thái Sơ à? Ngô Bình, nhìn là biết ngay. Anh đáp xuống cạnh giếng rồi vốc nước lên, nhưng nước vừa chạm tay anh thì đã biến mất ngay. Cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang thuận theo đôi tay và chảy vào trong người mình. Nước sinh mệnh, Ngô Bình sáng mắt lên. Thiên Tuyết Linh Kiều, nước sinh mệnh ư? Ngô Bình nghiêm túc nói, nước sinh mệnh có tác dụng rất tốt với tu sĩ, nó có thể tăng lực sinh mệnh cho tu sĩ lên vô hạn, đúng là vật quý. Đột nhiên có một luồng khí tức ập tới gần họ, Ali lập tức bay lên cao rồi cười lạnh nói, nó vẫn đến kìa. Ngô Bình không nhiều lời mà giữ chặt miệng giếng rồi nói, lên nào. Quỳnh. Mặt đất rung lên, cái giếng đã bị Ngô Bình chuyển vào trong vũ trụ nhỏ của mình. Cùng lúc đó, Ali và một bóng xám đang chiến đấu với nhau, trên không vang tiếng những tiếng động mạnh. Ngô Bình nhìn thì thấy Ali không hề yếu thế nên nhanh chóng lấy roi bách thảo ra để hấp thu dược lực ở gần đây. Chờ anh xong việc thì trận chiến của Ali đã đến hồi máu lửa. Hai tia sét liên tục va chạm và phát ra những tiếng nổ lớn. Ngô Bình hô lên, này, đừng đánh nữa, giếng mất rồi. Một tia sét trong đó khựng lại rồi hóa thành một con quái vật xấu xí với bộ lông màu vàng. Nhưng nó vẫn có tay và chân, chỉ là lông dày quá nên đã che mất nên chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi mắt. Thấy cái giếng không còn nữa, con quái vật tức tối lườm Ngô Bình rồi định xông tới, nhưng đã bị Ali cản lại. Ngô Bình, Ali, xuống đi. Ali đáp đất, còn con quái vật cũng chậm chậm đáp xuống phía xa, nhưng nó vẫn trợn mắt chừng Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, người mạnh như vậy chắc nhờ hấp thu nước sinh mệnh hả? Con quái vật không nói gì, Ngô Bình, người hấp thu nhiều thế rồi mà chỉ được cấp này thì đúng là không phát huy hết tác dụng của nó, hay để ta giúp nhé? Không biết con quái vật có hiểu hay không? Nhưng nó vẫn lườm Ngô Bình rồi chợt bay lên cao rồi biến mất. Ngô Bình lắc đầu rồi hỏi Ali, thực lực của nó thế nào? Ali, nó không biết đánh nhau nên bị em đấm cho mấy phát mạnh lắm, nhưng da nó dày nên không bị thương. Ngô Bình, nếu nó biết vài kỹ thuật chiến đấu thì khéo cô còn thua đấy. Ali bĩu môi, còn lâu em mới thua. Đúng lúc này, con quái vật lông vàng đã quay lại. Nó ôm theo hai con khác một xanh một đen. Nhìn thấy chúng, Ngô Bình ngẩn ra, con ngươi à? Con quái vật lông vàng gật đầu rồi lên tiếng. Ali nghe hiểu nên phiên dịch lại, chủ nhân, đây là hai đứa con của nó, từ lúc sinh ra đến nay vẫn ngủ, nhưng cơ thể vẫn lớn lên. Nó bảo chủ nhân xem hai con này bị gì rồi giúp chúng. Ngô Bình gật đầu, được. Con quái vật đưa con màu xanh cho Ngô Bình trước. Ngô Bình đón con đó xong thì thấy trông nó như con mèo nhỏ, nhưng người rất béo, nó có 6 chi, một cái đuôi dài, toàn thân mọc đầy lông mềm. Anh ấn vào người nó thì thấy trong người nó có đầy sức mạnh sinh mệnh, hơn nữa còn đạt tới mức bão hòa. Anh đoán con này đã hấp thu quá nhiều sức mạnh sinh mệnh từ trong bụng mẹ nên giờ vẫn chưa tiêu hóa hết. Nó ngủ say như vậy là vì chưa đói, khi nào tiêu hóa hết sức mạnh sinh mệnh đã hấp thu thì sẽ dậy. Ngô Bình lập tức ném nó vào trong sào huyệt tà ma, nơi này có thể cân bằng sức mạnh, nó vào đó rồi thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Quả nhiên,
Con vật kia vừa vào trong thì xào huyệt tà ma đã điên cuồng hấp thu lực sinh mệnh dư thừa trong nó, đồng thời còn bổ sung những năng lượng còn thiếu, giúp nó khỏe mạnh và hoàn hảo hơn. Con quái vật mẹ không thấy con đâu thì kích động hẳn lên, Ali nói, đừng sợ, chủ nhân đang cứu con ngươi. Ngô Bình, chờ xíu. Quả nhiên, một lát sau con trong xào huyệt tà ma đã xuất hiện trên tay anh. Nó mở mắt ra, vì nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên nên nó nhảy lên rồi quấn lấy anh. Ngô Bình thầm nghĩ nguy rồi, nó tưởng anh là người thân đây mà nên lập tức túm lấy nó rồi đưa cho con mẹ. Nào ngờ con này lại rít lên rồi nhào vào lòng anh, không chịu đi. Ngô Bình xoa đầu nó rồi nói, ngoan, kia mới là mẹ ngươi kìa. Nó túm chặt lấy áo Ngô Bình, chết không chịu buông. Ngô Bình không biết làm thế nào nên đành nói với con quái vật lông vàng, cứ từ từ vậy, con sau thì ta sẽ trả lại cho ngươi khi nó chưa chỉnh lại. Con quái vật lông vàng nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt phức tạp, sau đó ném nốt con thứ hai cho anh. Ngô Bình vẫn ném nó vào xào huyệt tà ma như con trước, không lâu sau, nó đã quay trở ra, nhưng anh đã trả lại ngay cho con mẹ khi nó chưa mở mắt. Lần này, con vật tỉnh lại xong đã nhận mẹ mình ngay rồi chạy vòng quanh người con mẹ. Ngô Bình ho khan nói, nếu ngươi muốn thì ta cũng giúp ngươi được. Anh có thể nhìn ra con quái vật lông vàng không thể lợi dụng được sức mạnh sinh mệnh, vì sức mạnh này ở trong người nó có quá nhiều, điều này không chỉ khiến nó không thể tăng thực lực, mà còn là một sự mệt mỏi. Con quái vật lông vàng gật đầu, đồng ý cho Ngô Bình giúp. Sau đó nó cũng được anh ném vào trong xào huyệt tà ma. Có quá nhiều sức mạnh sinh mệnh dư thừa trong người nó, xào huyệt tà ma lập tức hấp thu ngay, đồng thời thay đổi cơ thể của nó. Lần này, con quái vật lông vàng ở bên trong mãi mới trở ra. Chờ nó quay lại thì khí tức đã khác hẳn lúc trước, đến Ali còn phải cảnh giác rồi đứng cạnh Ngô Bình. Cảm ơn, nó cất tiếng người. Thì ra, nó đã học được ít tiếng người ở trong xào huyệt tà ma. Ngô Bình cười nói, đừng khách sáo. Con quái vật lông vàng nhìn đứa con màu xanh của mình rồi nói, nếu nó đã thích ngươi như vậy thì sau này để nó đi theo ngươi cũng được. Ngô Bình vội nói, không cần đâu, hai mẹ con ngươi làm thân với nhau rồi chẳng mấy là thân thiết mà. Con quái vật lông vàng lắc đầu, quyết vậy đi, nói xong, nó bay vút lên cao rồi biến mất, không biết đã đi đến không gian nào. Ngô Bình ngẩn ngơ nhìn lên cao rồi lại nhìn con quái vật nhỏ trong lòng mình, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, ai đời làm mẹ như thế bao giờ, đến con mình mà cũng không cần. Lực sinh mệnh của con này mạnh quá, chắc ăn sẽ tốn lắm đây, sau này mình sẽ nghèo kiết xác vì nuôi nó mất. Ali, chủ nhân, em thấy con này rất đáng yêu, mình giữ lại cũng được mà. Ngô Bình hẩy mũi con quái vật rồi nói, sau này mày tên là Nhị Tráng nhé. Sau đó, Ngô Bình lại đi dạo một vòng ở Thủy Thiên Nguyên, nhưng không phát hiện ra vật báu gì nữa. Vì thế, họ nhanh chóng rời khỏi nơi này và quay về đường chính. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, Huyền Bình, đi tiếp là tới một nơi có tên là đảo Hỗn Độn, thần tộc đã có thu hoạch rất lớn ở đây. Nhưng đảo này cũng rất nguy hiểm, năm xưa có rất nhiều thần tộc tới, cuối cùng chỉ có một người sống sót quay về. Ngô Bình cau mày, thần tộc mạnh thế mà chỉ có một người quay về được thôi ư. Thiên Tuyết Linh Kiều gật đầu, về sau, thần tộc lại thử vào đó tiếp xem có tìm được lợi ích lớn hơn không, nhưng đã thất bại. Ngô Bình, đến cường giả kỷ nguyên của thần tộc cũng không được à? Thiên Tuyết Linh Kiều, vâng, những người thuộc tầng lớp cao của thần tộc đoán là đảo Hỗn Độn này có thể đến từ vũ trụ chính. Ngô Bình run lên. Vũ trụ mà anh đang ở có tên là Chấn Đán, cũng chỉ là một hình chiếu của vũ trụ chính như bao vũ trụ khác. Bảo sao là thần tộc phải bó tay với nơi này? Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, chúng ta còn vào đó nữa không? Ngô Bình cười nói, nó có liên quan đến vũ trụ chính thì phải vào chứ. Nhưng, Thiên Tuyết Linh Kiều định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngô Bình, không cần lo cho anh sẽ có cách. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì quả nhiên đã nhìn thấy một ngã rẽ, nó nối tới một khu vực hỗn độn vô tận, đến nhãn lực của Ngô Bình cũng không thể nhìn thấy tình hình ở đây. Ngô Bình gọi Ali ra rồi nói, Ali, cô hãy bảo vệ Linh Kiều ở đây. Ali, em đi cùng chủ nhân cơ.
Ngô Bình, cô có vào đây hay không thật ra không có gì khác biệt cả, cô ở lại ngoài này để bảo vệ Linh Kiều. Nói xong, anh bước nhanh đến đó. Anh vừa vào đây thì đã bị luồng khí hỗn độn bao vây, các luồng khí ấy xoay tròn rất nhanh và mạnh, Ngô Bình lập tức bay lên cao rồi bị cuốn vào sâu bên trong khu vực hỗn độn. Anh để mặc cho luồng sức mạnh ấy đẩy mình đi, còn anh thì quan sát xung quanh. Một lát sau, khí tức chợt yếu hẳn, cơ thể anh nhẹ nhàng đáp xuống rồi rơi xuống nước. Phía trước anh là mặt biển mênh mông vô tận, nước biển cũng tỏa ra khí tức hỗn độn, anh thử bay lên nhưng không thể, vì thế đành phải ngâm mình trong nước tiếp. Sau một hồi suy nghĩ, anh lấy một con thuyền nhỏ ra rồi trèo lên đó. Xong, anh vừa trèo lên thuyền thì nó đã bị một sức mạnh nào đó ăn mòn, sau đó hóa thành thể khí và tan biến. Ngô Bình giật bắn mình rồi cũng thấy cơ thể mình có gì đó khang khác, anh giơ tay lên nhìn thì thấy da ở ngón tay đã biến mất, xương trắng dần lộ ra. Xem ra nếu anh không nghĩ ra cách lên bờ thì kiểu gì cũng tan dưới nước. Lúc này, anh bắt đầu điều động sức sinh mệnh để hấp thu và luyện hóa, nhanh chóng bổ sung vào phần da thịt đã biến mất. Nhờ đó mà da của Ngô Bình đã xuất hiện trở lại, cuối cùng anh cũng trở về trạng thái ban đầu. Tuy người anh không bị ăn mòn nữa, nhưng vẫn chưa thật sự an toàn. Bỗng có một con cá bơi qua, nó dài hơn 2 mét, cái miệng dài ngoằn. Sau khi phát hiện ra Ngô Bình, nó bơi quanh anh vài vòng rồi chợt tăng tốc lao về phía anh. Ngô Bình cười mỉa rồi giơ tay chộp vào cái miệng của nó, con cá hoảng sợ rồi bơi trối chết, nhưng anh đã nhân đó bám chắc vào nó để di chuyển nhanh hơn trong vùng biển này. Con cá rất khỏe, loáng cái đã bơi được cả nghìn dặm. Lúc này, Ngô Bình đã nhìn thấy phía bên phải có một hòn đảo lớn, anh lập tức điều khiển con cá bơi về phía đảo. Nó không phải đối thủ của Ngô Bình nên đành bơi theo ý anh. Loáng cái, nó đã bơi vào bờ, Ngô Bình thả lỏng tay rồi dậm lên người nó để bay lên cao, sau đó đáp vững vàng xuống một tảng đá lớn trên đảo. Anh phóng mắt nhìn ra xa thì thấy phía trước là các dặng núi nối liền, nhìn không thấy điểm cuối. Anh ngồi trên tảng đá nghỉ một lát rồi thay quần áo, sau đó nhảy thật cao lên một ngọn núi. Bây giờ chỉ còn dựa vào sức mạnh bản thân, dù Ngô Bình không bay được, nhưng sức lực vẫn còn nên anh chỉ nhảy một cái cũng cao bằng chim bay trên trời. Cứ thế, anh nhảy một đoạn xong thì đã nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng. Anh nhìn ra xa thì thấy có một rừng đào ở cách đây mấy trăm dặm. Ở đây mà cũng có rừng đào ư? Ngô Bình lập tức tăng tốc đi về phía rừng đào, mỗi bước của anh dài cả trăm mét, tuy đi mà vẫn nhanh như bay. Không lâu sau, anh đã đến gần rừng đào. Có thể thấy diện tích của rừng đào này khá lớn, trái đào trông cũng rất hấp dẫn, tuy không bằng đào tổ, nhưng cũng không đến nỗi. Anh không khỏi lẩm bẩm, đào tổ không phải cây đào đầu tiên ư. Anh vừa nghĩ vậy thì có một con khỉ nhảy ra, toàn thân nó có màu đen. Dáng người cao 2 mét trông rất to con. Trông thấy Ngô Bình, nó hét lên, lập tức có hơn chục con khỉ khác chạy ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt hung ác. Những con khỉ này, con nào con nấy đều có khí tức đáng sợ, mặc dù kém cá lớn trong biển hỗn mang, nhưng cũng có được sức chiến đấu của cấp bậc đạo quân. Ngô Bình không hề sợ chúng nó, nhưng những quả đào này thật sự rất tốt, nếu anh đã gặp được, dù thế nào cũng phải hái một ít mang về. Một con khỉ lớn nhất trong đó, hẳn là thủ lĩnh của đám này, nắm tay phải đập đập vào trước ngực cường tráng của mình, nhe răng trợn mắt, phát ra âm thanh cực lớn với Ngô Bình. Ngô Bình cũng đập vài phát vào lồng ngực của mình, phát ra tiếng vang động trời, khiến đám khỉ giật nảy mình. Thủ lĩnh kia khẽ sừng sốt, tiến lên mấy bước, hung ác trợn mắt chừng Ngô Bình. Thật ra nó đã hơi mất tự tin rồi, bởi vì khí tức của Ngô Bình mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Ngô Bình cũng bước lên mấy bước, trợn mắt chừng con khỉ này, còn ngoác ngoác ngón tay, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Mặc dù con khỉ này thông minh, nhưng cũng không nhịn nổi khiêu khích, phát ra tiếng hú quái dị, bay lên không trung xông về phía Ngô Bình. Nắm đấm của nó sắp đánh tới nơi thì bị Ngô Bình giơ tay bắt lấy, sau đó hung hăng ném xuống mặt đất, đôi mắt lập tức nổ đầy đom đóm, cơ thể cũng cứng đờ luôn. Ngô Bình nhìn nó. Mười mấy giây sau con khỉ này mới hoàn hồn, nó lại đứng dậy, cảnh giác nhìn Ngô Bình, sau đó từ từ lùi về phía sau. Ngô Bình trừng mắt, cút. Đám khỉ sợ hãi kêu lên, chít chít,
sau đó lập tức tản ra, bao gồm cả con khỉ cầm đầu kia. Đám khỉ đi rồi, Ngô Bình lấy một chiếc túi lớn ra, bắt đầu hái đào. Chất lượng của những quả đào này thật sự rất tốt, còn quý giá hơn quả bàn đào mà lúc trước anh từng ăn. Anh vừa hái vừa ăn, thoáng chốc đã hái đầy 10 chiếc túi. Lúc này, con khỉ cầm đầu kia lại chạy tới, nó đột nhiên quỳ xuống mặt đất, miệng kêu chít chít, dường như đang cầu xin. Đánh không lại, vậy thì ra vẻ yếu đuối, con khỉ này cũng thông minh lắm. Ngô Bình cười nói, mày muốn xin tao đừng hái sạch chỗ đào này. Con khỉ này gật đầu, trên mặt lộ vẻ cầu xin. Ngô Bình, rừng đào lớn như vậy, tao mới hái một nửa. Mày yên tâm đi, tao hái 2/3, để lại cho mày 1/3, được chứ? Con khỉ vừa nghe Ngô Bình nói sẽ không hái sạch quả đào, lập tức lộ vẻ cảm kích, liên tục dập đầu với anh. Ngô Bình hỏi, trên hòn đảo này, trừ đám khỉ bọn mày ra thì còn sinh linh nào khác không? Con khỉ gật đầu, hai tay khua khua. Ngô Bình nhìn một lát, đột nhiên đưa tay đập một phát lên trên mạch môn của nó, đồng thời ngầm truyền thụ ngôn ngữ cho nó. Con khỉ chỉ cảm thấy cổ họng tê dần, sau đó chợt mở miệng nói tiếng người, mặc dù không được trôi chảy, nhưng có thể hiểu được đại khái ý nghĩa mà nó muốn biểu đạt. Tôi có thể nói tiếng người rồi sao? Ngô Bình nói, đương nhiên có thể rồi, chỉ là trước kia mày không cần nói tiếng người, cho nên không biết nói. Tao hỏi mày, nơi này là nơi nào? Con khỉ, nơi này chính là đảo Hỗn Mang trên biển Hỗn Mang. Biển Hỗn Mang chính là nơi tiếp giáp giữa vũ trụ chấn đán và vũ trụ chính, cho nên hoàn cảnh nơi này khá kỳ lạ, tu sĩ bình thường khó mà sinh tồn ở đây. Đã từng có không ít tu sĩ rất mạnh ở bên ngoài tới đây, kết quả đều chết cả rồi. Đáy lòng Ngô Bình hơi rung động, nơi này nối liền với vũ trụ chính à? Sao mày biết được? Con khỉ, thật ra biển Hỗn Mang là một loại năng lượng đan xen giữa hình chiếu và căn nguyên, có phải anh suýt hòa tan trong đó? Ngô Bình gật đầu, nếu không phải lực sinh mệnh của tao mạnh mẽ, quả thật đã bị hòa tan trong đó rồi. Con khỉ, vậy thì đúng rồi, biển Hỗn Mang mà anh tiếp xúc mang một phần đặc tính của vũ trụ chính, mà anh là sinh linh của vũ trụ phụ. Không cách nào tiếp xúc với vũ trụ chính, một khi tiếp xúc thì sẽ bị hóa thành đốm sáng tan đi. Ngô Bình nhíu mày, đối với vũ trụ chính, tao chỉ là một đốm sáng. Con khỉ, đúng vậy, giống như anh đứng bên cạnh hồ nước sẽ nhìn thấy hình chiếu của bản thân bên trong hồ nước vậy, mặc dù hình chiếu rất rõ ràng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là hình chiếu, là đồ giả. Một cơn gió thổi qua, hình chiếu sẽ biến mất. Ngô Bình sửng sốt. Hóa ra những tồn tại như mình chỉ là ảo ảnh trong mơ thôi sao? Con khỉ quan sát nét mặt của anh, nói, xin đừng bi quan như vậy, khi tu vi của anh đủ mạnh mẽ, anh có thể hóa hư thành thực, nhảy từ vũ trụ phụ vào vũ trụ chính. Đáy lòng Ngô Bình hơi dao động, có ai thành công chưa? Con khỉ, đương nhiên là có rồi. Nghe tổ tiên nói, trên đảo Hỗn Mang từng có sinh linh phá không rời đi, trực tiếp tiến vào vũ trụ chính. Đương nhiên, chúng tôi cũng không biết tình huống của hắn ta ở vũ trụ chính. Ngô Bình, sự tồn tại của vũ trụ chính có can thiệp và ảnh hưởng tới sinh linh của vũ trụ phụ không? Con khỉ, tổ tiên của tôi cũng từng suy nghĩ vấn đề này, về sau người nói với chúng tôi rằng, ở một góc độ nào đó, chắc hẳn vũ trụ phụ là hình ảnh phản chiếu của những sự vật có thật trong vũ trụ chính, khi sự vật có thật xảy ra thay đổi, đương nhiên vũ trụ phụ là hình ảnh phản chiếu cũng sẽ xảy ra thay đổi. Ngô Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có phải đại kiếp kỷ nguyên liên quan tới thay đổi của vũ trụ chính? Con khỉ, loại chuyện này, không ai trong vũ trụ phụ có thể nói rõ ràng, tất cả đều chỉ là suy đoán. Thực lực của các hạ vô cùng mạnh mẽ, tôi rất khâm phục, tương lai anh nhất định có thể thành công tiến vào vũ trụ chính. Ngô Bình biết, những thứ này còn cách anh xa lắm, bây giờ không suy nghĩ thêm nữa, mà hỏi, phải xưng hô với mày như thế nào? Gọi tôi Thiết Đầu là được rồi. Con khỉ nói, khi còn bé, đầu tôi khá là cứng rắn, đã từng đụng chết một con chim ưng muốn bắt giết tôi. Ngô Bình, Thiết Đầu, có phải trên đảo Hỗn Mang này có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ? Thiết Đầu, đương nhiên rồi, bởi vì đảo Hỗn Mang nằm trên biển Hỗn Mang, cho nên nó cũng rất gần với vũ trụ chính, tất cả sinh linh ở nơi này đều mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều.
Ngô Bình, vậy mày có biết biển hỗn mang ra đời như thế nào không? Thiết đầu, nghe nói, nó là khu vực được hình thành dưới tình huống vô số sinh linh mạnh mẽ đã tới gần vũ trụ chính. Nó không phải công lao của một vị cường giả, mà là kết quả sau cố gắng của vô số cường giả vũ trụ trấn đán từ xưa đến nay. Ngô Bình cảm thấy hứng thú với việc này, anh hỏi, mày biết những cường giả đó là ai không? Thiết đầu, tôi biết không nhiều lắm, nhưng những cường giả này đều từng là tồn tại mạnh mẽ nhất trấn đán. Cho nên, nếu các hạ muốn thăm dò bí ẩn của vũ trụ chính, tốt nhất trở là thành cường giả chí tôn của vũ trụ trấn đán. Ngô Bình hít sâu một hơi, mày nói rất có lý, nếu như không phải người đứng đầu toàn vũ trụ, vậy có tư cách gì nghĩ tới vũ trụ chính? Sau đó anh lại nghĩ tới một chuyện, mày từng nghe nói đến trật tự tối cao chưa? Thiết đầu, từng nghe thấy rồi, thật ra đó cũng chỉ là phản chiếu của trật tự vũ trụ chính, khá là gần với tình huống thực tế của vũ trụ chính. Nói đến đây, ánh mắt thiết đầu đột nhiên sáng lên, đúng rồi, đảo hỗn mang có một truyền thuyết. Ở rất lâu trước kia, từng có một sinh linh của vũ trụ chính tới biển hỗn mang, còn đi lên đảo hỗn mang. Đáy lòng Ngô Bình có chút cuồng loạn, sinh mệnh của vũ trụ chính sao? Mày từng gặp chưa? Thiết đầu, đương nhiên tôi chưa gặp rồi, nhưng tôi nghĩ hẳn là hắn ta vẫn ở trên đảo, có điều đã chết tiêu rồi. Dù sao nơi này là nơi tiếp giáp giữa vũ trụ phụ và vũ trụ chính, với tư cách là sinh linh của vũ trụ chính, hắn ta khó mà sống sót ở nơi này. Nói đến đây, nói cười nói, nghe nói, sinh linh kia còn kể một câu chuyện cười, hắn ta nói thật ra người bình thường của vũ trụ chính vô cùng sợ hãi sinh linh của vũ trụ phụ, ha ha. Ngô Bình nghe xong lại không cười, anh suy nghĩ mấy giây, nói, thiết đầu, cảm ơn mày nói cho tao biết nhiều chuyện như vậy. Tao quyết định chỉ hái một nửa quả đào, nửa còn lại để lại cho mày. Con khỉ vui mừng khôn xiết, cảm ơn các hạ. Ngô Bình cất túi đào cuối cùng rồi cười nói, lúc đầu, sao mày có được mấy quả đào này vậy? Khỉ, không nhớ rõ, tổ tiên tôi đều sinh sống ở gần rừng đào, ăn đào là chính. Ngô Bình lấy ra mấy hột đào còn sót lại do đào tổ kết trái lại, nói, đây là hạt của gốc đào đầu tiên thế gian này, bọn mày có thể trồng xuống. Nếu có thể sinh trưởng, nó sẽ kết thành quả đào, ngon hơn trăm lần so với đào hiện tại bọn mày ăn. Thiết đầu vui mừng, cẩn thận nhận lấy hạt đào, nói, các hạ, sinh linh lớn mạnh trên đảo hỗn độn, căn bản tôi đều biết rõ, nếu anh có nghi hoặc gì có thể hỏi tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Nói, nếu tôi muốn tìm sinh linh vũ trụ chính thì phải đi đâu tìm manh mối? Thiết đầu nói, từ đây đi về hướng đông hơn 1000 mét, có một ngọn núi thiên tử, trên núi có một nhóm thực vật kỳ lạ, trong đó cũng có cả dược liệu. Những thực vật này rất kinh khủng, sinh linh hùng mạnh lại gần bọn nó cũng sẽ bị nổ tung mà chết, tan thành hư vô. Những thực vật này có tác dụng ăn mòn sinh mệnh mạnh hơn biển hỗn độn gấp vạn lần, cực kỳ nguy hiểm. Ngô Bình, vậy nó vẫn được gọi là núi thiên tử. Thiên tử, bởi vì, khi sinh linh cách thực vật khá xa thì sẽ có được lợi ích rất lớn. Lúc tôi còn nhỏ, đã được trưởng bối đưa đến dưới núi thiên tử, tiếp nhận phóng xạ từ những thực vật kỳ lạ kia, có được lợi ích rất lớn, cuối cùng đã trở thành thủ lĩnh tộc đàn. Ngô Bình gật đầu, được, hiện tại tôi đến núi thiên tử xem thử. Lại hái mấy trái đào chuẩn bị sẵn ăn trên đường. Anh xác định phương hướng, đi đến núi Thiên Tử. Ra khỏi rừng đào, là một con đường đầy đá và bùn đất, cỏ dại mọc đầy, đường đi không dễ, Ngô Bình chỉ có thể nhảy đi, một lần nhảy mấy trăm mét. Thế nhưng, sau khi anh bật nhảy mấy trăm mét, đột nhiên có một con diều hâu lớn bay đến, cánh dương đến hơn 100 mét, hung hăng bổ về phía anh. Nhìn thấy diều hâu già, mắt Ngô Bình sáng lên, đợi khi nó lại gần, anh bỗng vươn tay túm lấy. Xoay người leo lên người diều hâu. Diều hâu hoảng loạn, thân là loài ác điểu, nó chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cho nên bay loạn khắp nơi. Ngô Bình giữ lấy cổ, gõ mấy cái vào đầu nó, quát lớn, ngoan ngoãn nghe lời, đưa tao đến núi thiên tử, nếu không tao sẽ đánh vỡ đầu mày. Diều hâu dù mạnh thì cũng chỉ là một con diều hâu mà thôi, căn bản không phải đối thủ của Ngô Bình, giãy giụa một lúc rồi cũng ngoan ngoãn, bay về núi thiên tử. Tốc độ của diều hâu nhanh hơn anh nhảy nhiều, chưa đến 2 tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã nhìn thấy núi thiên tử phía trước. Xung quanh núi thiên tử trong vòng 100 mét,
không có bất kỳ sinh linh nào, trên núi cũng có thực vật, nhưng số lượng rất ít. Anh đoán những thực vật sống sót này rất hung mạnh, khiến thực vật xung quanh gần đó chết hết toàn bộ. Ngô Bình đè cổ Diều Hâu một cái, Diều Hâu đã xà xuống, cuối cùng đáp xuống vị trí cách núi Thiên Tử chừng 2-3 nghìn mét. Anh vừa xuống đã phát hiện gần đó có rất nhiều sinh vật, heo rừng, hươu, soi, chồn, báo, dê gì đó, con nào cũng đều ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, mắt khép hờ, đầu hướng về phía núi Thiên Tử. Ngô Bình đáp xuống đất, giẫm vào đuôi một con báo tuy rất đau nhưng lại không kêu ra tiếng, chỉ là hung hăng chừng nhìn Ngô Bình một cái. Chừng cái gì, có tin tao đá mày không, Ngô Bình hô nắm đấm về phía nó. Con báo ghét bỏ quay mặt đi, thế nhưng cũng không thèm quan tâm anh. Ngô Bình hừ một tiếng, anh không dám tùy tiện đi qua, cho nên ngồi xuống vị trí cách con báo không xa, cũng học theo những động vật này, hướng mặt về phía núi Thiên Tử. Không lâu sau, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh hung hăng từ phía núi Thiên Tử phóng đến, xuyên vào thân thể anh. Luồng sức mạnh này rất mạnh, thân thể anh cũng chỉ có thể hấp thụ được một phần. Nhưng một phần đó lại có thể khiến thân thể anh có thay đổi lớn. Anh ngồi xuống chưa đến mấy phút, đã phát hiện những động vật này lần lượt rời đi, sau đó lại có một nhóm động vật mới xuất hiện. Con báo kia cũng đi rồi, nó kiên trì chưa đến 5 phút. Ngô Bình bĩu môi, thầm nói bọn mày quá yếu. Hiện tại anh rất thoải mái, không có gì không thích ứng được, đương nhiên không muốn rời đi. Cứ như vậy, anh ngồi từ sáng đến đêm, từ đếm tới khi trời sáng. Trời sáng không bao lâu, anh đột nhiên cảm thấy khí tức trong cơ thể bỗng sôi sục, lúc này đã biết anh sắp từ chân hoàng đột phá đến cảnh giới chân tổ. Chân tổ, là cảnh giới đỉnh cao của thái cổ chân nhân. Lúc trước anh đã có được sức mạnh chân tổ, nhưng vẫn chưa thể đột phá, lúc này nhận được phóng xạ sức mạnh núi Thiên Tử, lại chậm chậm có thể đột phá. Rầm. Trong thân thể anh, đã xảy ra thay đổi, thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, máu huyết sôi sục, tựa như tinh hà bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Động vật bên cạnh anh cứ đổi từng nhóm liên tục, anh từ đầu tới cuối vẫn ngồi bất động, mãi đến 3 ngày sau, cảnh giới chân nhân của anh đã ổn định. Hôm nay, anh mở hai mắt, thì thầm nói, thì ra, mình mãi không thể đột phá đến cảnh giới chân tổ, chính là vì thiếu sức mạnh này. Hiện tại anh đã biết sức mạnh này là gì rồi. Nó là sức mạnh do vật chất chủ thế giới thời kỳ đầu phóng ra, dưới dạng tia phân tử, tấn công thân thể anh, hoàn thành cảnh giới chân tổ của anh. Anh đứng dậy, đi về phía núi Thiên Tử, một bước, hai bước, khoảng cách giữa anh và núi Thiên Tử không ngừng rút ngắn, 2.000 mét. 1.500 mét, 1.000 mét, 500 mét. Khi anh cách núi Thiên Tử chỉ còn chừng 300 mét, trong vòng 1.000 mét xung quanh đã chẳng còn bất kỳ sinh linh nào, chỉ có một mình loài người là anh. Anh cảm thấy, sức mạnh tỏa ra từ bên trong, mạnh hơn lúc trước gấp 1.000 lần, thân thể anh cũng có phần không chịu nổi. Vì thế, anh không tiến lên thêm nữa, mà lại ngồi xuống, tiếp nhận sức mạnh này. Vũ trụ nhỏ trong thân thể anh bắt đầu vận chuyển, sức mạnh tiến vào thân thể anh, được anh cố gắng chuyển vào trong vũ trụ nhỏ. Sau khi năng lượng cấp hạt nhỏ bé tiến vào vũ trụ nhỏ của anh, chớp mắt đã hóa thành một tinh cầu thực thể khổng lồ. Vũ trụ nhỏ của anh, hàng tỷ ngôi sao vốn dĩ được sinh ra từ hư thực. Hiện tại, những năng lượng vũ trụ chính này tiến vào, bắt đầu ảnh hưởng toàn diện lên vũ trụ nhỏ này. Sinh ra một vài tinh cầu khổng lồ, thậm chí là ngôi sao khổng lồ. Ngô Bình cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ nhỏ của anh đều bị thay đổi một lượt. Còn chưa hết, tâm vũ trụ mà nó có được trước đó cũng bắt đầu hấp thụ năng lượng chân thực do vật chất từ vũ trụ chính tỏa ra. Tâm vũ trụ là một vũ trụ đang tiến hóa giai đoạn 3 hình thành, lúc trước nó đã ngừng phát triển, chỉ vì nó không thể có đủ năng lượng. Nhưng bây giờ có năng lượng do Ngô Bình không ngừng hấp thụ, nó bắt đầu tiếp tục phát triển, càng lúc càng mạnh. Hơn 10 ngày sau, tâm vũ trụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong nó bắt đầu tách ra, có sự thay đổi không thể tả nổi. Mà lúc này, nó bắt đầu cần nhiều năng lượng hơn, vị trí hiện tại của Ngô Bình không thể hấp thụ đủ năng lượng nữa. Vì thế, Ngô Bình đứng dậy, tiếp tục tiến lên, 200 bước, 100 bước, 50 bước, cuối cùng anh đã lên núi. Đi lên núi một đoạn,
anh đã thấy một gốc cây cổ thụ hơn trăm mắt, xung quanh cây được bao bọc bởi ánh sáng, không ngừng tỏa ra sức mạnh hùng vĩ. Thế nhưng, tầm mắt Ngô Bình không tập trung vào cây, mà chăm chú ở phần gốc, nơi ấy có một cái ao nhỏ. Trong ao không phải nước, mà là máu, nó giống như đã tồn tại ở nơi này rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa hề khô cạn. Cây cổ thụ này có thể mạnh như vậy, không ngừng tỏa ra năng lượng, chính là vì hấp thụ một phần nhỏ năng lượng. Là máu, chẳng lẽ là máu của sinh linh vũ trụ chính kia? Ngô Bình kích động trong lòng, cúi người xuống, dùng tay chạm vào máu kia. Tay anh vừa chạm vào máu huyết, từng giọt máu giống như có sinh mệnh, dọc theo làn da, sau đó bao vây toàn thân, rồi từ mũi miệng tai tiến vào trong thân thể anh. Máu huyết tiến vào thân thể, Ngô Bình đã cảm thấy thân thể rét lạnh, một luồng sức mạnh khiến anh nghẹt thở. Cảm giác này, giống như một con sâu gặp lũ ảo đến, căn bản không thể có sức chống đỡ. Cũng may, vũ trụ nhỏ trong người anh lập tức có phản ứng, chớp mắt đã có vô số lốc xoáy năng lượng hình thành trong tâm vũ trụ, huyết máu này ồ ạt xuyên vào lốc xoáy, sau đó bị tâm vũ trụ hấp thụ. Càng lúc càng có nhiều máu huyết xuyên vào thân thể anh, sau đó bị tâm vũ trụ hấp thụ, cả quá trình ước chừng chỉ một tiếng đồng hồ. Khi máu huyết trong ao đã biến mất toàn bộ, Ngô Bình mất sức nằm xuống đất, đầu đầy mồ hôi, đôi mắt kinh sợ. Vừa nãy, anh thật sự nằm giữa bờ vực sống chết. Nếu không phải tâm vũ trụ hấp thụ mọi thứ thì anh chắc chắn đã bị máu huyết cắn nuốt, thân thể biến mất. Lúc này anh mới chú ý, tâm vũ trụ đã thay đổi phức tạp hơn, hiện tại nó đã biến thành hình một quả trứng gà, giống như trạng thái thuở đầu của đất trời. Đồng thời, tâm vũ trụ cũng không ngừng tỏa ra năng lượng, khiến vũ trụ nhỏ của Ngô Bình càng lúc càng chân thực. Đương nhiên, thân thể anh cũng có được lợi ích rất lớn, năng lượng tâm vũ trụ phóng ra, không ngừng tiến vào từng tế bào trong anh, thậm chí là máu huyết. Máu của Ngô Bình, là máu ngũ hành thiên, sau này lại lần lượt trải qua thánh hoàng, chân tổ, máu huyết anh sớm đã tiến hóa thành một loại năng lượng đặc thù. Lúc này, máu huyết mạnh mẽ còn lại trong thân thể đã bị thiên huyết của anh quét sạch, nhanh chóng hấp thụ năng lượng trong đó. Từ lúc đầu tu hành thiên huyết kinh, Ngô Bình đã cảm thấy thiên huyết kinh có khuyết điểm, dù sao người sáng tạo ra bộ công pháp này, thân thể cũng chưa đạt đến thiên huyết. Hiện tại, cuối cùng anh đã lấp được khuyết điểm này, thậm chí còn cảm thấy có thể tiến bộ nâng cấp trên nền tảng thiên huyết, đạt đến trạng thái cao minh hơn. Thiên huyết nuôi dưỡng thân thể anh, thần hồn Ngô Bình được kích hoạt, cũng bắt đầu có thay đổi. Sau khi trở thành đạo quân, thần hồn tu sĩ tiếp xúc đại đạo, đã là trạng thái thực thể rồi, nó thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể, gọi là đạo thần. Lúc đó, Ngô Bình thậm chí đã có thể bỏ đi thân thể, chuyên tu đạo thần. Lúc này, đạo thần không ngừng mạnh lên, mà thiên huyết liên tục hấp thụ năng lượng từ tâm vũ trụ, mãi đến khi đạo thần không thể hấp thu được nữa. Lúc này, đạo thần sau khi yên lặng một lúc, trên đầu đột nhiên tuôn ra vô vàn tia sáng, kết nối với từng ngóc ngách vũ trụ chấn đán. Chứng tỏ, cảnh giới của anh đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của đạo quân, cấp số đại đạo quân. Thế nhưng, thực lực đại đạo quân như anh thực sự quá mạnh, vừa suy nghĩ, trong vũ trụ nhỏ đã tạo ra một lượng lớn tiền linh. Đối với anh mà nói thiếp thân cũng không khó khăn, dù sao cảnh giới thật sự của anh, sớm đã vượt qua đại đạo quân rồi, cho nên giây tiếp theo, anh trực tiếp sử dụng sức mạnh vô biên vô tận, ngưng tự tiền đạo tôn. Trong vũ trụ nhỏ, đồng thời xuất hiện 10.000 điểm sáng, bên trong những điểm sáng đang có thay đổi, mấy giây sau, lần lượt xuất hiện một tiền đạo tôn. Trên thị trường hiện tại, một tiền đạo tôn có thể đổi 100.000 tiền đạo. Mà Ngô Bình một lần đã có thể tạo ra được 10.000 tiền đạo tôn, trị giá tương đương 1 tỷ tiền đạo. Sau khi tạo được 100.000 tiền đạo, thân thể Ngô Bình khôi phục lại bình thường, anh đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Lại đi lên núi một đoạn, anh nhìn thấy thác máu thứ hai, máu huyết vẫn chưa khô cạn. Cân nhắc chốc lát, tâm vũ trụ vẫn có thể hấp thụ những năng lượng này, vì thế anh bèn dừng lại, lại vươn tay vào trong máu. Cũng giống lần trước, máu huyết xuyên vào thân thể anh. Lần này anh đã chuẩn bị đầy đủ, máu huyết chia thành hai, một phần bị thiên huyết giữ lại hấp thụ, phần còn lại thì tiến vào trong tâm vũ trụ. Lần này, thiên huyết hấp thụ khoảng chừng 1/5 lượng máu huyết. Hiệu suất nó rất cao, vừa hấp thụ những năng lượng từ vũ trụ chính, vừa chuyển năng lượng đến từng tế bào và đạo thần.
Đồng thời thực lực của Ngô Bình cũng được nâng cao với tốc độ thấy rõ. Cứ như vậy, anh không ngừng tiến lên núi, hấp thụ máu huyết sinh linh dọc đường của vũ trụ chính để lại. Sau khi hấp thụ hết mười mấy thác máu, thân thể anh cũng bắt đầu phóng năng lượng ra ngoài. Cuối cùng, anh đã đến đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cái xác hình người dài nghìn mét, nó cuộn mình nằm đó, vẻ mặt vừa hoảng sợ lại tuyệt vọng. Trên người nó có một vết thương rất đáng sợ, máu chảy xuống từ vết thương, bởi vậy bên cạnh thi thể mới có một vũng máu lớn như vậy. Còn vũng máu dưới núi chắc hẳn cũng là do lúc anh ta lên núi lưu lại. Ngô Bình bỗng di chuyển, cũng hóa thành người khổng lồ nghìn mét, anh vươn tay muốn đỡ lấy thi thể, vừa chạm vào nó, thi thể đột nhiên vỡ vụn, sau đó hóa thành một luồng sáng, lao vào biến hỗn độn. Anh ngây người, cúi đầu nhìn, dưới đất có một cái túi, mở ra thì bên trong có một ít thuốc bột, một con dao găm, còn có một cuốn sổ và một cây bút. Anh gom toàn bộ máu trên mặt đất trước, đưa vào vũ trụ nhỏ. Hiện tại thực lực của anh đã có cách để gom lấy máu, mà không còn như lúc trước, vừa tiếp xúc đã bị máu huyết bao vây. Thu máu xong, anh lấy con dao găm ra. Con dao găm này cầm rất chắc tay, nặng tựa như cả trăm vạn ngôi sao. Nếu không phải thể chất đạo thần anh đang nâng cao, thì lúc này chắc cũng khó mà cầm được dao. Nắm lấy dao găm, anh khẽ lướt đi. Trước mặt bỗng xuất hiện một vết nứt vũ trụ sâu thẳm. Ngô Bình giật mình, biết rõ con dao này kinh khủng đến nhường nào. Cất lấy dao găm, anh lại lấy ra bốn cái lọ, mỗi lọ bên trong đều có ít thuốc bột. Mở lọ xanh lục, một mùi thơm bay ra, anh khẽ ngửi, mắt bỗng sáng lên, vội vàng đóng nắp lại. Cái này, chắc hẳn là dược vật có chức năng tăng trưởng sinh mệnh, chỉ là còn thô sơ. Nhưng mình có thể tinh luyện được nó. Dùng nó để điều chế ra đan dược phi phàm. Kiểm tra một thứ một lượt, anh quyết định rời khỏi biển hỗn độn. Anh đứng trên đỉnh núi quan sát, phát hiện cách đó không xa có một lốc xoáy năng lượng, cách anh chỉ chừng hơn 100 mét. Anh bỗng đạp mạnh, người đã bay lên vạn mét, bản thân anh cũng giật mình, phải biết rằng, lúc trước anh chỉ có thể nháy chừng 100 mét mà thôi. Không lâu sau, anh đã đến bên dưới lốc xoáy, quan sát một lúc. Đã chắc chắn lốc xoáy này có thể đưa anh rời khỏi nơi này. Vì thế anh dùng hết sức nhảy, thân thể bay lên mấy vạn mét, bay vào trong lốc xoáy. Anh vừa đi vào, thì bỗng xoay chuyển điên đảo, đợi đến khi anh ổn định lại, hai chân đã chạm vào mặt đất. Huyền Bình. Bên tai vang lên âm thanh của Thiên Tuyết Linh Kiều, anh quay người nhìn, Ali và Thiên Tuyết Linh Kiều đều đang ở gần đó, còn anh thì đến cửa lớn. Anh khẽ cười. Nói, Linh Kiều, Ali, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Lại đi lên trước một đoạn, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa đen tuyền, vô cùng nặng nề. Cửa cao 10 mét, bề ngang vừa hay rộng chừng con đường chân thánh, vì vậy muốn đến phía sau, chắc chắn phải mở cánh cửa này. Lúc này, trước cửa đã có một người đang đứng, anh ta nhìn chằm chằm cửa lớn, đang suy ngẫm. Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình. Đây là cửa huyền cơ, chỉ khi mở được nó mới có thể tiến vào giai đoạn thứ ba của con đường chân thánh. Năm đó, thần tộc cũng chỉ dừng ở đây thôi. Ngô Bình đang định tiến lên kiểm tra, người đàn ông kia lạnh nhạt nói, rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ ném các người vào hư không. Ngô Bình nhíu mày, lạnh lùng nói, anh kiêu ngạo như vậy, ai cho anh cái gan đó vậy? Người đàn ông chậm chậm quay người, nhìn Ngô Bình. Anh ta trông rất anh tuấn, da rẻ trắng mịn, tóc bạc trắng, ngũ quan dễ nhìn. Anh chính là Lý Huyền Bình sao? Đối phương hỏi, là người đứng đầu Đại hội Thượng Thanh. Ngô Bình, là tôi. Người đàn ông gật đầu, tôi là Thần Phá Tiêu, chắc hẳn anh đã nghe qua tên tôi rồi. Ngô Bình, Thần Phá Tiêu, anh đúng là có chút năng lực, không ngờ lại đi đến được cuối đoạn thứ hai của con đường chân thánh. Xong. Anh cũng chỉ có thể đến đây thôi. Thần Phá Tiêu, anh cũng khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tôi cho rằng ngoài mình ra thì không còn ai có thể đến được đây nữa. Ngô Bình, bây giờ, anh có thể cút, đến từ đâu thì lăn về đó đi, đây là đáp trả của anh với sự sắc sược ban nãy của đối phương. Thần Phá Tiêu cũng không giận, cười bảo, anh Lý này, có thể thấy anh cũng rất mạnh. Hay là vậy đi, tôi với anh hợp tác cùng nhau mở ra cánh cửa này, thế nào? Ngô Bình, tôi cần hợp tác với anh chắc.
Anh nói xong bèn đi thẳng đến chỗ Thần Phá Tiêu, tên kia không ngừng lùi lại, nhàn nhạt hỏi, anh Lý định ra tay với tôi hả? Ngô Bình, anh xưng anh em với ai thế hả? Thần Phá Tiêu bình tĩnh nói, anh Lý, bố tôi là một cao thủ tứ kỷ nguyên. Gia tộc của ta có 3 cao thủ kỷ nguyên trấn thủ. Lẽ nào, thân phận của tôi như vậy vẫn không xứng làm bạn với anh Lý sao? Ngô Bình hết sức kinh ngạc, anh là nhân tộc đúng không? Bố anh cũng thế, vậy mà ông ta lại là cao thủ lục kỷ nguyên, sao làm được thế? Thần Phá Tiêu, đến vũ trụ khác rèn luyện cũng có thể trở thành cao thủ kỷ nguyên. Ngô Bình, thì ra là vậy, xem ra gia tộc anh rất mạnh. Thần Phá Tiêu, cũng tạm được, ít nhất ở trước mặt thần tộc, gia tộc tôi vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Ngô Bình, anh chưa tiến vào mấy chỗ lúc trước hả? Thần Phá Tiêu, biển hỗn độn quá nguy hiểm, Thủy Thiên Thừa cũng một sống chín chết. Mục tiêu của tôi là đoạn thứ 3 của con đường chân thánh, ở đấy có thứ tôi cần, đó là bảo tàng cuối cùng. Ngô Bình nhàn nhạt nói, có lẽ anh phải thất vọng rồi, bảo tàng cuối cùng chưa chắc đã ở đoạn thứ 3. Thần Phá Tiêu ngẩn ra, không ở đoạn thứ 3. Ngô Bình, chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh cũng đừng cho là thật. Thần Phá Tiêu, anh Lý, anh có muốn hợp tác với tôi không? Ngô Bình liếc đối phương, cười hỏi, tôi hỏi anh mấy vấn đề trước đã, anh biết vũ trụ chính không? Thần Phá Tiêu đáp, đương nhiên biết, vũ trụ trấn đán chỗ chúng ta thuộc vũ trụ thứ, là hình chiếu của vũ trụ chính. Nói tóm lại, vũ trụ chính mới là thế giới thật, chúng ta chỉ là hư ảo. Ở trong mắt những sinh linh của thế giới thật, chúng ta vô cùng yếu ớt. Vậy cũng chưa chắc, Ngô Bình nhàn nhạt nói, nếu vũ trụ thứ là hình chiếu của vũ trụ, vậy thế giới chỗ chúng ta chắc chắn có thế giới thật tương ứng trong vũ trụ chính. Thế nên, tôi có một suy đoán, vũ trụ chính hẳn là có được vô số thời không, mỗi thời không lại tương ứng với một vũ trụ thứ. Ánh mắt Thần Phá Tiêu sáng lên nói, suy đoán ấy của anh Lý rất có lý. Khi tôi nói chuyện với người lớn thì mỗi người đều có ý kiến riêng. Ngô Bình, nếu vũ trụ chính thật sự có rất nhiều thời không thì chắc chắn có thời không nhỏ yếu và mạnh mẽ. Nghe nói vũ trụ trấn đán chúng ta sắp sinh ra trật tự đỉnh cấp. Vậy thì, vũ trụ chính ánh bóng ra nó cũng không phải nhỏ, hẳn là một thời không cực kỳ cao cấp. Thần Phá Tiêu chấn động, nếu giống như suy đoán của anh Lý thì ở trước mặt những sinh linh bình thường trong vũ trụ chính, chúng ta cũng không coi như là yếu. Ngô Bình, vì vậy, tôi đang nghĩ những sinh mệnh vũ trụ phụ như chúng ta, cuối cùng theo đuổi cái gì? Lẽ nào không phải tiến vào vũ trụ chính sao? Thần Phá Tiêu cười nói, đó là điều mà những cao thủ cấp vũ trụ cần lo, với trình độ hiện nay của chúng ta thì vẫn chưa thể suy xét được. Ngô Bình, anh nói đúng. Nhưng nếu có thể biết trước đôi điều thì chúng ta cũng bớt đi đường vòng và ngã rẽ trong tu luyện. Thần Phá Tiêu cảm khái, anh Lý lợi hại ghê, chỉ nói với anh mấy câu mà tôi đã được lợi rất nhiều rồi. Ngô Bình biết anh ta đang nịnh mình bèn nói, anh đã muốn đi đến đoạn thứ 3 thì tôi cũng có thể cho anh cơ hội. Nhưng mà, đoạn thứ 3 cực kỳ nguy hiểm, tiên tộc khủng bố cũng chưa đi hết được, anh có chắc muốn đi không? Thần Phá Tiêu gật đầu, dù tôi có chết bên trong cũng sẽ không hối hận. Ngô Bình gật đầu, được rồi. Anh đi đến trước cánh cửa kia, giơ tay ấn lên, một sức mạnh khủng bố dội ngược lại, muốn hất văng tay Ngô Bình ra. Nhưng giờ Ngô Bình đã hấp thu máu của vũ trụ chính và hoàn toàn khác xưa. Sức mạnh của cánh cửa chẳng những không thể hất văng tay anh ra, mà ván cửa còn rắc một tiếng nứt toạc. Ngô Bình giơ chân lên, ầm một tiếng đá văng cửa, hai cánh cửa bay ra xa, rớt vào không trung. Thần Phá Tiêu sợ tới mức giật mình, mặt mũi trắng bệch. Anh ta biết lúc trước thiên tài mạnh nhất của tiên tộc đi đến trước mặt cánh cửa này đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Cuối cùng mất nửa tháng mới khiến nó mở ra một cái khe. Nhưng giờ đây, Lý Huyền Bình thế mà một chân đá nát cánh cửa, đây phải là sức mạnh kiểu gì chứ? Anh ta vô cùng may mắn ban nãy không có chọc giận Ngô Bình, không thì giờ e rằng mình đã y như cánh cửa, bị đá bay vào trong hư không rồi. Ngô Bình đá nát cửa xong bèn nói với Thiên Tuyết Linh Kiều, cô và Ali chờ ở bên ngoài, đừng đi vào, anh biết rõ đoạn thứ 3 cực kỳ nguy hiểm nên mới dặn dò. Thiên Tuyết Linh Kiều gật đầu, Huyền Bình, anh nhất định phải cẩn thận. Không thu hoạch được gì cũng không sao, phải đảm bảo an toàn trước đã.
Ngô Bình cười, yên tâm đi. Anh liếc Thần Phá Tiêu một cái, dẫn đầu bước vào cánh cửa, đi đến đoạn thứ ba của con đường chân thánh. Đoạn thứ ba rõ ràng rộng hơn một chút, mặt đường cũng biến thành những tấm thạch ánh sáng lấp lánh, bề ngoài còn có hoa văn mờ nhạt. Thần Phá Tiêu cũng tiến vào, đi đằng sau cách Ngô Bình cũng không xa. Ngô Bình quá mạnh, đi theo anh an toàn hơn tự mình thăm dò rất nhiều. Ngô Bình cũng không để ý đến anh ta, nhanh chóng tiến về phía trước. Thần Phá Tiêu ở đằng sau nói, anh Lý, nghe nói anh đến từ thế giới Thái Thanh. Xem ra, anh cũng đã tìm hỏi về tôi rất nhiều, Ngô Bình nói. Thần Phá Tiêu cười ha ha nói, Trương Ưng Thiên, Trương Ngọc Hoàng và anh Lý đều là thiên kiêu đứng đầu nên đương nhiên tôi phải hết sức chú ý rồi. Biết người biết ta, mới sẽ không mắc sai lầm. Ngô Bình, tôi gặp Trương Ưng Thiên nhưng vẫn chưa gặp Trương Ngọc Hoàng, anh có gặp hắn rồi à? Thần Phá Tiêu cười ha ha đáp, hắn muốn tiến vào đoạn thứ hai, bị tôi đánh bị thương nặng bèn quay về đoạn đầu. Ngô Bình, tôi và hắn có chút xích mích, anh đánh đúng rồi đó. Thần Phá Tiêu cười to, lần sau gặp được, tôi chắc chắn sẽ trói hắn lại đưa đến trước mặt anh Lý để anh giải quyết. Trên đường không có chuyện gì, Ngô Bình bèn hỏi, gia tộc của anh có ba cao thủ kỷ nguyên thì đúng là hiếm thấy. Thần Phá Tiêu, tổ tiên của tôi là một vị thánh hoàng nên có chút vốn liếng. Sau này, gặp được cơ duyên, lão tổ nhà tôi đã bước vào được hàng ngũ của các cao thủ kỷ nguyên. Dưới sự giúp đỡ của ông ấy, lại có thêm hai người lớn trong nhà lần lượt đột phá. Ngô Bình hỏi, gia tộc như nhà họ Thần các anh chắc hẳn là có rất nhiều nhỉ? Thần Phá Tiêu, có rất nhiều thế gia kỷ nguyên, nhà họ Thần tôi cũng coi như mạnh. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là năm gia tộc lớn, nhà tôi không ở trong số đó. Ngô Bình lại hỏi, năm gia tộc lớn mạnh lắm hả? Thần Phá Tiêu, đương nhiên rồi. Năm gia tộc lớn đều có cao thủ bên trên bát kỷ nguyên chấn thủ. Trong đó có nhà họ Lôi là mạnh nhất, thậm chí họ còn có một vị cao thủ cấp vũ trụ. Ngô Bình, cao thủ bát kỷ nguyên đúng là rất lợi hại. Thế lực cỡ đó, dù là thần tộc cũng sẽ không dễ dàng trêu vào. Thần Phá Tiêu, thực ra, thần tộc đã tổn thất rất nặng nề trong đại kiếp kỷ nguyên. Đến kỷ nguyên ngày nay, đã có dấu hiệu lụn bại. Có điều, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nó vẫn là bá chủ của vũ trụ này. Ngô Bình, nhân tộc có nhiều gia tộc mạnh như vậy, tại sao không bắt tay với nhau, chung sức chống lại thần tộc? Thần Phá Tiêu khẽ thở dài, mọi người đều có sự toan tính của riêng mình. Thực ra, thần tộc cũng vậy. Nó chia làm rất nhiều thế lực, đến trình độ như cao thủ kỷ nguyên, thứ họ theo đuổi đã thoát khỏi lợi ích của gia tộc rồi. Ngô Bình, đúng thế, đến cấp bậc của họ rồi thì đều thấy vạn vật rất tầm thường, như thế thì sao có thể để ý đến thiệt hơn của tộc người hay thần tộc. Thần Phá Tiêu, đúng vậy, tất cả các thế lực lớn mạnh đều chỉ theo đuổi một mục tiêu, đó là trở nên mạnh hơn, sau đó trở thành cường giả cấp vũ trụ, cuối cùng rời khỏi vũ trụ thứ để đi vào vũ trụ chính. Có cường giả tộc người từng thành công chưa, anh hỏi. Thần Phá Tiêu, tôi biết có hai người, một người là cường giả Chí Tôn đã tạo ra đại thế giới Ngọc Thanh, còn một người nữa là Phật Tổ của Phật Đạo. Ngô Bình, ồ, sau khi họ đến vũ trụ chính thì có tầm ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta không? Thần Phá Tiêu, chắc chắn là có. Chẳng hạn như đại thế giới Thượng Thanh và đại thế giới Ngọc Thanh, sau khi vị đó đi thì đã có những thay đổi rõ ràng. Tôi nghĩ đó chính là những gì người đó để lại, hy vọng sẽ có nhiều người có thể đi theo con đường của người đó hơn. Ngô Bình, xem ra tôi nhất định phải đến đại thế giới Ngọc Thanh một chuyến. Thần Phá Tiêu, nơi đó cực kỳ bí ẩn, có đệ tử chân truyền của các nhân vật tầm cỡ đó canh giữ ở đó, anh Lý đã đến đó thì phải cẩn thận. Ngô Bình, sao anh lại nói thế? Thần Phá Tiêu, giữa các cường giả đã đến được cấp bậc kỷ nguyên và vũ trụ thường sẽ tranh đấu với nhau, hấp thu sức mạnh và kinh nghiệm trí tuệ của nhau, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Ngô Bình nói, những lời anh nói rất có lý, tôi phải đề phòng những người đó. Không biết được bao xa, con đường phía trước bỗng trở nên rộng hơn, hình thành một khu vực có đường kính mấy trăm mét, trong khu vực có một cánh cửa ánh sáng cực lớn, sương mù bao phủ bên trong cánh cửa ánh sáng. Rất nhiều phù văn loáng thoáng hiện ra. Ngô Bình đứng trước cánh cổng quan sát một hồi rồi cười nói, anh Thần,
Tôi vào trong trước, nói rồi anh cất bước lên, người bỗng biến mất. Thần Phá Tiêu do dự một lúc rồi cũng đi vào theo. Nói là thế nhưng sau khi bước vào cánh cổng ánh sáng, Ngô Bình đã đến một thế giới khác. Vừa bước vào thế giới này, anh đã cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu trước đó anh không thể hấp thu năng lượng vũ trụ chính ở biển hỗn mang hải thì lúc này chắc chắn sẽ bị áp chế đến nỗi không thể động đậy. Thế nhưng năng lượng trong cơ thể anh đủ để chống đỡ nên sau một lúc cảm thấy khó chịu, anh đã quen với áp lực đó, thậm chí lúc này anh còn cảm thấy khá thoải mái. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh đang ở trong một vùng hoang vu, sinh vật xung quanh còn mạnh hơn cả cá lớn trong biển hỗn mang nhưng khí tức mà anh giải phóng ra đáng sợ hơn những sinh vật này gấp 10.000 lần, chúng đều tránh xa không dám đến gần anh. Đúng lúc này, trong đầu Ngô Bình vang lên một giọng nói, chúc mừng cậu đến với Ngọc Thanh Giới. Ngô Bình rất bất ngờ, cũng rất ngạc nhiên, ai đó? Tôi là người hướng dẫn cậu trải qua giới này, cậu có thể gọi tôi là Thanh Phong. Ngô Bình, Thanh Phong, Ngọc Thanh và đại thế giới Ngọc Thanh có liên quan với nhau không? Thanh Phong, có liên quan đấy, đại thế giới Ngọc Thanh mà cậu biết là hình chiếu của Ngọc Thanh Giới. Quan hệ này giống hệt với quan hệ giữa vũ trụ chính và vũ trụ thứ vậy. Ngô Bình, nói thế, hình chiếu của Ngọc Thanh Giới không chỉ có một cái. Thanh Phong, đúng thế, đại thế giới Ngọc Thanh mà cậu biết là hình chiếu của Ngọc Thanh Giới ở vũ trụ Trấn Đán. Ở những vũ trụ khác, Ngọc Thanh Giới cũng có hình chiếu nhưng có một số không tồn tại và vài hình chiếu vẫn tiếp tục tồn tại. Ngô Bình, tôi nghe nói người sáng lập ra đại thế giới Ngọc Thanh đã đến vũ trụ chính. Chắc Ngọc Thanh Giới này cũng là do ông ấy sáng lập ra phải không? Thanh Phong, đúng thế, Ngọc Thanh Giới là do Nguyên Thủy sáng lập ra, mục đích là để đào tạo người kế nhiệm. Cậu là sinh linh thứ 5 đi vào nơi này. Ngô Bình, Nguyên Thủy không phải là tộc người sao? Tất nhiên là phải rồi. Ngô Bình, nhưng theo tôi được biết, tộc người mới được sinh ra từ kỷ nguyên này, mà tiên tộc đã từng đi vào giai đoạn thứ 3 của con đường chân thánh vào kỷ nguyên trước. Thanh Phong, trong mắt Nguyên Thủy hoàn toàn không có khái niệm thời gian, ông ấy có thể xuất hiện vào một điểm thời gian bất kỳ nên những gì cậu nói đó không phải là vấn đề. Ngô Bình như suy nghĩ gì đó, nói cách khác thậm chí Nguyên Thủy có thể đến trước khi vũ trụ được sinh ra. Thanh Phong, đợi đến khi cậu đạt được cảnh giới đó thì sẽ rõ. Ngô Bình gật đầu, cười hỏi, Thanh Phong, tiếp theo tôi phải làm gì? Thanh Phong, thể chất của cậu đã vô cùng hợp với nơi này, cũng bớt được không ít phiền phức. Tiếp theo cậu phải vượt qua 7 cửa ải bằng nỗ lực của bản thân. Sau khi vượt qua 7 cấp độ này, cậu mới có thể lấy được bảo vật của Nguyên Thủy và biết được bí ẩn cuối cùng của thế giới. Ngô Bình, 7 thử thách này khó không? Thanh Phong, vô cùng khó, từ khi Ngọc Thanh Giới xuất hiện vẫn chưa có người nào vượt qua được. Người mạnh nhất cũng chỉ đến cửa thứ 4 thôi. Người vượt qua cửa thứ 4 đó là tiên tộc sao? Đúng thế, Thanh Phong nói, mong cậu có thể đạt được bảo vật cuối cùng. Ngô Bình, ừ, bây giờ tôi đến cửa thứ nhất. Thanh Phong, cảnh giới của cậu vẫn chưa đạt yêu cầu, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh nhưng trên người vẫn chưa có dấu ấn kỷ nguyên. Đợi đến khi cậu có dấu ấn thì lại đến đột phá cửa thứ nhất. Ngô Bình sửng sốt, chỉ có cao thủ kỷ nguyên mới có thể đi đến cửa thứ nhất. Thanh Phong, đúng thế, vượt qua cửa thứ nhất, cậu sẽ nhận được một ít phần thưởng. Cậu giữ lệnh bài này cho cẩn thận, sau này có thể lấy nó để tùy ý ra vào Ngọc Thanh Giới. Ngô Bình nhận lấy lệnh bài màu tím này, gật đầu, Thanh Phong, vậy tôi đi trước đây. Không lâu nữa tôi sẽ quay lại. Tiếp theo anh sử dụng lệnh bài, rất nhiều địa điểm vận chuyển xuất hiện trong đầu anh chọn một vị trí không xa, anh lập tức đến bên ngoài chỗ đó. Anh vừa bước ra đã nhìn thấy Thần Phá Tiêu đang nằm trước cổng, vẻ mặt rất đau đớn. Anh cười hỏi, anh Thần, sao anh lại ra đây? Thần Phá Tiêu cười khổ, bên trong quá đáng sợ, tôi vừa vào thì suýt nữa đã chết. May là có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã đưa tôi ra ngoài, nếu không e là tôi cũng đã xong đời. Ngô Bình, bên trong quả thật không phải là nơi con người có thể đi vào, anh không sao là tốt rồi. Thần Phá Tiêu ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, anh Lý không có việc gì, xem ra đã thích nghi với môi trường trong đó, em đây bái phục. Ngô Bình, trước hết đừng bái phục
Tôi nghĩ nơi này đã là điểm cuối của con đường chân thánh rồi, chúng ta nên quay về thôi. Thần Phá Tiêu gật đầu, ừ, chúng ta về thôi. Lúc đến thì khó nhưng lúc đi thì lại dễ hơn rất nhiều, rất nhanh đã đi đến lối ra vào, họ lần lượt bước ra khỏi cánh cổng đó. Đám người này vừa xuất hiện thì phát hiện có không ít tu sĩ đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy đám người Ngô Bình, các tu sĩ đều lên tiếng thảo luận bàn bạc. Sao lại đi ra nhanh thế? Có phải không có thu hoạch gì không? Có lẽ không đâu, Thần Phá Tiêu cũng ở trong đó, cậu ta là thiêu kiêu đỉnh cấp đến. Ngô Bình cũng mặc kệ những lời đàm tiếu này, anh nói với Thần Phá Tiêu, anh Thần, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Thần Phá Tiêu chào anh Lý, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn nhé. Nói rồi Ngô Bình dẫn A Ly và Thiêu Tuyết Linh rời khỏi đây. Đi hết con đường chân thánh, anh phải đến gặp Lão Tổ Huyền Đô. Khi mấy người Ngô Bình đến Tiên Giáo Thái Thanh, Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy hiện tại Tiên Giáo Tiên Thanh đã vô cùng đổ nát, khắp nơi đều là xương cốt, thi thể. Những người chết đều là đệ tử và trưởng lão của Tiên Giáo Tiên Thanh. Anh cực kỳ ngạc nhiên, vội vàng chạy đến đại thế giới phiêu miểu, thế nhưng khi anh bước vào đại thế giới lại phát hiện đại thế giới phiêu miểu đã sụp đổ hơn một nửa, không còn sự sống. Anh cẩn thận tìm kiếm một hồi, bỗng đi đến một nơi, dùng tay chộp vào không khí, một không gian bí ẩn bị anh phá vỡ, một đôi chị em xinh đẹp rơi xuống từ bên trong, chính là hai chị em Long Tinh Nhi và Long Uyển Nhi. Lúc này hai cô gái đang khóc, nhìn thấy Ngô Bình. Long Tinh Nhi nhào vào lòng anh, sư huynh, sư tôn bị người ta hại chết, Tiên Giáo Thái Thanh cũng không còn nữa. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa tức giận, Tinh Nhi, là sư tôn bảo em trốn ở đây à? Long Tinh Nhi vừa khóc vừa gật đầu, giây phút cuối cùng sư tôn đưa em và Uyển Nhi đến một thời không bí ẩn. Ngô Bình trầm giọng hỏi, Tinh Nhi, hung thủ là ai thế? Long Tinh Nhi, một gia tộc có cường giả kỷ nguyên chấn giữ. Người đó phái người đến Tiên Giáo Thái Thanh, sau khi tìm hiểu rõ tình hình bên này thì đột nhiên gây loạn. Ngô Bình, kẻ đó tên gì? Nhà họ Thương, tên dẫn người đánh vào đây là Thương Nguyên Cực. Bây giờ nhà họ Thương đã chiếm đại thế giới Thái Thanh rồi, nói là muốn làm bàn đạp để đi vào đại thế giới Thượng Thanh. Nhà họ Thương, anh biết rồi, Tinh Nhi, còn người nào khác sống sót không? Long Tinh Nhi. Lúc đó mấy người sư tôn và sư tổ đã sắp xếp cho một nhóm người chạy trốn, nhưng em không biết tung tích của họ. Ngô Bình gật đầu, sư tôn có thể bảo vệ em thì chắc chắn cũng có thể bảo vệ được những người khác. Sau đó anh dẫn hai cô gái vào vũ trụ nhỏ của mình, sau đó đi đến Đại Điện Thái Thanh. Cũng không bất ngờ gì khi thấy đám hung thủ đó phái người canh gác ở đây. Trong Đại Điện Thái Thanh của Tiên Giáo Thái Thanh có hơn 100 người phụ nữ xinh đẹp bị giam giữ, các đệ tử nam và trưởng lão nam bị hành quyết, những người có vẻ ngoài không đẹp cũng bị giết. Chúng chỉ để lại những người nữ tu xinh đẹp nhất trong Tiên Giáo. Lúc này có 20 tu sĩ đang trông coi họ, chúng vừa uống rượu nói chuyện phiếm vừa thỉnh thoảng nhìn các nữ tu. Một trong số đó nói, hai, tiếc thật chứ, mấy nữ tu này đều để lại cho công tử. Nếu không chúng ta cũng có thể sung sướng một hồi. Anh đừng nên tơ tưởng đến chúng thì hơn. Bây giờ công tử đang thuần hóa vị tiên tử phiêu miểu đó. Một khi cô ta khuất phục thì đám phụ nữ này đều là của hồi môn. Không khí xung quanh bỗng chấn động. Ngô Bình xuất hiện trước mặt đám người này. Người vừa nói đó hoảng hồn. Sau đó tức giận nói, mày là ai? Ngô Bình hỏi, tiên tử phiêu miểu đang ở đâu? Người này trợn mắt, mày to gan thật. Ngô Bình bóp chặt vai hắn, lạnh lùng hỏi, trả lời câu hỏi, nếu không sẽ chết. Mày có biết bọn ta là người của ai không? Phụt. Người này bỗng nổ tung, biến thành vũng máu. Ngô Bình lại nhìn người thứ hai, nói, tiên tử phiêu miểu ở đâu? Mấy người còn lại đều hoảng sợ không dám thở mạnh, người bị hỏi đó run giọng nói, ở nhà họ Thương. Ngô Bình, tại sao nhà họ Thương lại muốn tiêu diệt đại thế giới Thái Thanh, có biết không? Người này vội nói, hình như là vì muốn đi vào đại thế giới Thượng Thanh. Ngô Bình cười nhạo, trong các người chỉ có một người có thể sống sót dẫn tôi đến nhà họ Thương. Anh vừa dứt lời, có một người vội quỳ xuống, tôi sẵn sàng dẫn đường.
Ánh mắt Ngô Bình trở nên lạnh lùng, ngoài người đang quỳ dưới đất đó thì đám người còn lại đều bị nổ tung mà chết. Sau khi giết đám người này, anh nhìn các nữ tu trong điện, dĩ nhiên các nữ tu nhận ra Ngô Bình, biết anh là thiên kiêu của tiên giáo Thái Thanh nhưng bọn họ đều bị chúng cấm chế nên không thể động đậy. Ngô Bình bước đến, vung tay lên, tất cả cấm chế đều biến mất, mọi người bật khóc quỳ xuống đất. Anh lạnh nhạt nói, tạm thời tôi sẽ đưa các cô đến một nơi, nói rồi anh đưa các nữ tu vào vũ trụ nhỏ của mình. Sắp xếp cho họ xong, anh lập tức bảo người đó dẫn đường đến nhà họ Thương. Nhà họ Thương tọa lạc ở thiên ngoại, không phải ở trong khuyên giới, nơi nó tọa lạc được gọi là Đại lục Thương Hải. Đại lục Thương Hải cũng giống với Đại lục Hồng Hoang, diện tích nhỏ hơn một chút, cũng là một giới tự thành thế giới riêng, trong đó có mặt trời, mặt trăng và sao. Ở Đại lục Thương Hải, nhà họ Thương là một trong ba thế lực lớn, mặc dù không phải là gia tộc mạnh nhất nhưng lại có truyền thừa có nề nếp, có lịch sử lâu đời. Theo những gì người dẫn đường nói, cao thủ số một của nhà họ Thương là gia chủ Thương Huyền Quang, một cao thủ nhị kỷ nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.